size 12, 14, 16, 18 nha. Ở này có mấy size vậy như em đọc. Để giờ lại bộ này em thấy hai đứa chưa. Thêm cái đầm xong mi bò hồi nãy thôi đi. Để em mở ra cái nào đi. Dạ. Đầm size 12 của chị Phạm Hoa đi Ti ơi. Đầm đó. Ừ. Ở khoảng size 12 không? Cái đó size gì vậy? Cái size 12. Rồi em lên con đầm sơ mi bò ngày hôm nay, đầm sơ mi bò 280 mới về luôn. 12 của chị Thanh Hoa. Con đầm đó vải đẹp lắm. Chị Hiền Trương mặc size 14 hoặc 16 rồi Phạm Hoa 300. Con đầm đó chị Hiền Trương mặc size 12, mặc size 14 hoặc 16. Rồi lấy đầm size 14 cho chị Hiền Trương. Lấy đầm size 14 của chị Hiền Trương 300. Nãy giờ bán được gì chưa à? Tiếc quá em không vừa qua bắt đầu đồng phục. Em đợi đi em, ngày mai ngày mốt em hỏi xưởng em thử cái mẫu vest đó về chưa, cái mẫu áo khoác vest về chưa. Tại vì đợt trước em có dớt một con khoác vest của hàng Việt Nam xuất khẩu đẹp của em mới đưa xưởng em may. Em đợi coi em may em hỏi thử là nó đã về chưa chị Xuân nè. Dạ không chị. Dạ năm nay mới về ngày hôm nay nè. Chị nào vô xong sẽ chưa thấy năm này nha. Chị nào vô xong chưa thấy năm này nha. Hôm nay là 280 ngàn. Đầm này có size 60 đến 100 kg. Chị nào 100 kg mua mặc thử con đầm này đi nha. Tại vì đầm này em test gặp rồi nó sang lắm mấy chị. Đầm này ý riêng đã test gặp rồi và rất là sang. Đầm sơ mi à, vải không co giãn, vải lụa nhưng mà ở sau này nó có chung thung. Mấy chị đừng có sợ chật ha. Đừng sợ chật mẫu này nha. Đó, không cần sợ chật đâu nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Dặn không nhớ Tu Hào ơi. Dặn không nhớ đâu. Hầu như không nhớ là sự thật ha. Không nhớ luôn á. Bộ gì đây ta? Nè của Bin Bin bộ này nè. Cái lồng đâu hả? Bin Bin nè. Nè Bin Bin bộ này 240 nè. Hồi nãy các tờ giấy Bin Bin còn không? Bin Bin 240 bộ này 2 inch nè. Em có một con quần tây nè mấy chị. Con này size 3 inch. Con này size 3 inch. Hồi nãy ai hỏi 3 inch là hết nè. Size này 80 đến 90 kg nè mấy chị coi quần nè nha. Mấy chị coi quần này và quần này mấy chị lót cỡ nào cũng không lủng mà không rách ha. Quần này hàng Việt Nam xuất khẩu. Gì? Chị tự ghi đi, Bin Bin đâu có ở đây đâu em. Bin Bin thành phố đó. Rồi bộ này à, em quần tay này hồi nãy chỉ còn một ít là 60 đến 70 kg, 2 ít là 70 đến 80 kg. Và bây giờ lọt lòng về một con 80 đến 90 kg. Tại vì con này size này hết rồi. Cái này không? Cái này à, thì cũng mấy cái kho nó kiểm tra đi. Kêu để chị Bi ha. Để anh Ti hút miếng thuốc và anh Ti đi lấy cho con. 240. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp gì đây? Nhớ nó thì biết có sai 70 kg cho Bi. Dạ rồi, hàng thuộc hàng may về nha chị. Hàng may về. Dạ Huệ Phương, chị Huệ Phương lấy năm này là hợp lý rồi. Chị Huệ Phương ơi, Ti anh Tư anh cái đầm này sai tay thì che em coi thử còn không. Ủa quần tay mấy chị không lấy hả? Rồi để Phi nó có riêng ra cái quần này hết rồi nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Quần cái quần tay đó có size 60 đến 100 kg nha. Ồ, quần tây đó có size, quần đó là hàng Việt Nam xuất khẩu á. Rồi lên cho mấy chị một con đầm xanh nè. Quần tây thì này ít người lấy lắm mà con không hết thôi. Này hồi nãy bán không cái nè. Ủa đầm sơ mi hồi nãy ra có ai? Hồi nãy chị Tâm có lấy đầm sơ mi không ta? Ủa sao nãy giờ đầu like tới giờ tôi bán đầm bò đầy không? Không nghe thấy đúng không? Vậy có coi thử kiểm tra thử. Đầm này 280 bán thì 300 không nổi. Con bé này ở đâu Bi? Xếp ở trên kệ nhà Dương. Sao mới?
nha, đầm xanh đen nha mấy chị. Đầm xanh đen có size 60-100 ký. Ti ti, rồi tiếp tục giờ lên đầm đi ti ơi. Để coi thử con hàng bom không ạ. Hôm qua like tới đâu rồi? Thôi đưa cái con đầm LV chị xã nha. Dạ 60-70 ký đầm LV, đầm LV hàng xưởng nhà em nè. 60-70 ký sale cho mấy chị 180, còn đúng con nè. Còn đúng con LV nè. À, hết rồi chị Huệ Phương. Còn đúng con LV nha, các chị nào 100 ký ở đây, chị gì 100 ký ở đây, còn đầm thun 100 ký là chị nào muốn lấy nha. Ủa gì đây? Nè đây là cái bộ này, Bi ơi, bộ này là bộ số 2 nè. Chúc Bi ship, Bi bỏ nhà dưới nè. Coi lên hỏi đây bộ số 2 không nè, ship bỏ nhà dưới nè. Rồi đưa đưa lại cái áo đó anh Tư. Xem kệ. Đầm nâu 3X hết rồi chị Loan ơi. Em chưa biết ở đâu, để ngày mai em hỏi kho được nó có nhau đầm bay gì không nhỉ. Dạ bộ này là bộ nơ. Má mất hai cái đầm rồi ha. Bộ này là bộ nơ nè, bộ này có size 60-100 ký. Bộ này dễ thương lắm nha. Bộ nơ. Chị nào chốt bộ nơ 60-100 ký chốt giúp giùm em bộ nơ ha. Để em hỏi nó luôn. Rồi đầm Dior 280.000 bộ đó hả? Nhiêu qua nè, 260. Rồi đây là bộ đầm Dior nè mấy chị, đầm Dior phải coi giãn hàng xưởng nhà em nha. Đầm này có size 60-100 ký ha. Chị cũng có hàng bơm nữa hả trời. Bộ đó bao nhiêu? Bộ đó 250 á, Thu Hào. Bộ nơi XL của Hiền Trương. Bộ đó đó, bị ship lên xuống dưới. Rồi xong rồi lấy cái bộ mà cái lùng mới bán á. Ờ, lấy XL cho Hiền Trương. Rồi nhớ lấy cái bộ khác mắt lên luôn nha. Rồi đầm Dior thì phải có co giãn nè. Đầm Dior phải co giãn nha. Bộ nơi 250 Thu Hào mà bộ đó dễ thương lắm. Mày hỏi nhiều câu tao muốn quýnh ghê vợ phèo. Cái gì vậy? Hiền Trương hả? XL hả? Phải XL. XL của Hiền Trương, tại tao thấy chưa, mày chưa đi lấy hả? Nhiêu? À, 250 của Hiền Trương. Rồi đi lấy gì lấy? Tôi lấy. Rồi lấy bộ nơ xỉ nắp. Được bà nội. Ủa, ta phải hả? Lấy bộ nơ xỉ nắp. Dưới nắp. Không. Ráng mở ra đi. Với lại lấy cái bộ mình mới lấy chân lùng mà chốt cái bộ size L cho khách, bộ quần tay á. Lấy lên. Với lại kiếm trên kệ nhà dưới vài bộ đẹp đẹp đem lên like nha Bi ơi. Đầm Dior size 60 đến đầm Dior size 60 đến đến 100 ký nha. Đầm này 280 mà đầm này vải đẹp lắm. Đầm này chị hình như chị Bùi Thị Ngọc Trinh, chị hỏi đầm này là có mẫu khác không. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Chị nào muốn thích bộ đi nhậu được thì chốt ha. Còn khách kỳ cựu ăn ngủ ủi ở trên live không mà cũng bơm thích. Ê, có nhiều người nha mua 8 piu không sao nha. Em nói thiệt, khách em mà có vấn đề gì Yên ơi, lỡ cục hàng có dội về thì gửi lại cho chị nha. Hổng giờ là bà hoài chị để to là dễ chịu lắm. Hoặc là Yên ơi, chồng chị bị té nằm mình chịu, lỡ cục hàng có về là ừ em nói thôi chị cứ lo gia đình đi. Còn có nhiều người á, cắt con nằm nó lên luôn đi tí. Ờ, có nhiều người á mấy chị, họ bữa nay là em gửi giao hàng nhanh nó có ác, chứ ngày xưa gửi cù điện mù mù tâm tâm có người bơm lần 6 cục luôn, gọi phèo. Nhưng mà mình gọi điện cho người ta gọi điện cho người ta, chị ơi sao hàng không nhận, là nó đổ thừa cho bưu điện. Rồi mình gửi lần thứ hai rồi hàng dội gì nó vẫn đổ thừa bưu điện mà em vẫn còn tin nha. Tới khi lần thứ ba nó bơm tiếp thì lúc đó em mới không tin. Và em chửi nó thì nó giống như không có hề có cuộc chia ly với chị. Rồi bộ này nè. Bộ này nó có cái tùng ở trước, bộ này đi nhậu thì thoải mái nha chị Hiền. Bộ này mặc xinh lắm, chốt giùm em bộ vàng. Bộ vàng này 240. Bộ vàng quần dài 240. 240 bộ vàng quần dài nha. Chị nào chốt 240 bộ vàng quần dài chốt giùm em. Bộ này chị Hiền Trương chốt được nha. Có nhiều người bơm với lý do kỳ cục lắm, mình không có diễn tả được đâu, cho nên giống như làm dâu trăm họ thôi kệ mẹ. Nói do là 10 người bơm mà còn 90 chị thương thì em cũng mừng. Lấy bộ vàng XL phòng ông nội. Bộ này là bộ caro 260 nè, chân váy quần nha. Phòng ông nội tư XL. Bộ caro chân váy quần ha. Bộ này kèm với áo đẹp lắm, nhưng mà bộ này 260 tại vì cái vải này nó mắc hơn. Nè bộ này 260, bộ caro chân váy quần. Chốt bộ này xinh lắm nha, bộ này mấy chị mang với giày thể thao hoặc sandal đi chơi là em nói mấy chị lúc chỉ và đỉ luôn. À, chốt giúp giùm em là bộ caro ha. Chị nào chốt bộ caro chốt giùm em. Và bên cạnh bộ vàng đó em còn bộ đỏ. Dạ bên cạnh bộ vàng em còn bộ đỏ nha. Bên cạnh bộ vàng em còn bộ đỏ, bộ 260XL, bộ caro luôn. Gì in bộ vàng chứ vậy lùng. Bộ vàng 240 nè. Bộ caro XL 260 nè. Ở dưới có còn bộ gì đẹp đẹp đưa lên luôn. Rồi bên cạnh bộ vàng đó, nó có bộ đỏ y chang bộ vàng. Mẫu là cùng một mẫu nhưng mà vải thì khác ha. Chốt trước giùm em bộ đỏ. Bộ này là chia tùng rất là tốt. Bộ này chia vú đi nhậu rất là tốt nha. Chia bụng cũng tốt nữa.
chốt giùm em bộ sọc đỏ ha, bộ này cũng có size 60 đến 100 ký, mở bình lên đây ạ, 60 đến 100 ký ha. Chị nào chốt bộ nào thì chốt lên giúp giùm em. Rồi lên tiếp cho mấy chị hàng xưởng nữa. Bộ vàng 240 đang lấy hàng, 240 đang lấy hàng. Rồi lên cho mấy chị bộ sơ mi 250. Hơi bị xinh nha. Bộ này mấy chị mặc đi chơi đi tiệc hơi bị xinh nha, bộ sơ mi. Đây bộ sơ mi đây. Ý Yên không những có hàng bơm mà hàng bơm rất là nhiều nha. Nhưng mà không có nghĩa địa gì. Em cho một tối em bán 100 bill mà em có bơm 10 bill em vẫn được 90 chị thương lại dớt giác lại hết trơn. Không nghĩa địa với em. Rồi bộ này quần ống suông nè. Bộ sơ mi 260 ngàn, bộ sơ mi kèm số ký 260 ngàn, sơ mi kèm số ký 260 ngàn. Bộ này là bộ này nếu chị Hương, chị Hiền Trương mà chốt là lấy tay L được à. Bộ này đẹp, bộ này cũng 200, bộ này 250, rưỡi 26 thôi nè. Nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Bộ cổ trắng nè, bộ cổ trắng này chị Hiền Trương lấy tay L được rồi. Nào bộ cổ trắng, chị nào chốt bộ cổ trắng chốt lên giúp giùm em bộ cổ trắng nha. Bộ cổ trắng, bộ cổ trắng này 250 ngàn, chốt giùm em bộ cổ trắng. Bộ vàng 240 hỏi cho chưa, với lại bộ caro 260 hỏi cho chưa, chốt giùm em bộ cổ trắng. Ủa còn ai coi live stream vậy, không được, còn bao nhiêu người coi live stream vậy. Bộ cổ trắng của Hiền Trương là 250. Rồi em lên bộ này là thế nào chị Hiền cũng lấy luôn. Dạ nói cho mấy chị mua phụ chị Hiền nha, chứ chị Hiền chỉ mua mình thôi chị. Bộ này chị đang mới nhậu về phải không? Rồi đây nè, đây là bộ nơ khoét nách nè, xinh lắm nha mấy chị. Bộ nơ sẽ nách xinh không? Ôi, nơ sẽ nách kèm số ký giúp em. Vải bộ này đẹp lắm, nơ sẽ lấy bộ đó xanh lờ rồi rồi. Đấy nè, bộ đây là bộ nơ sẽ nách nè, nơ sẽ nách nhiêu? 200 250 à, nơ sẽ nách 250 luôn nè. Nơ sẽ nách kèm số ký 250. Nơ sẽ nắp kèm số ký 250. Lấy nơ XL à, lấy nơ XL cho Hiền Trương và nơ của vợ Phèo. Nơ chị nắp đúng không? Ừ. Vợ Phèo là 2X nha, Hiền Trương là XL. Em lo cho mấy chị một bộ ren chính tóc. Bộ này mấy chị mặc lên cái cúp ngực đẹp lắm. Bộ này mấy chị mặc lên cái cúp ngực đẹp lắm. Chốt giùm em bộ chính tóc 220. Chốt trước giùm em bộ chính tóc 220 ngàn nha. Vải đẹp lắm nha mấy chị. Rồi bộ chính tóc 220 ngàn. Chị nào chốt bộ này rồi đi ngủ chưa được đâu chị, chưa chưa nha. Tranh thủ nào, bộ này bộ chính tắc 220 nè. Đi hả? Nhiêu tiền? Đây này. Bỏ phèo 250 hay. Bỏ phèo. Bỏ phèo 250 hay đúng không? Hay rồi. XL của chị Hiền Trương. Rồi xuống lấy cái bộ này chính tắc là bây. Bộ ren chính tắc hay là phát bên cái đầm trắng. Rồi lấy hay lên cho bỏ phèo luôn rồi, bỏ phèo 220 con. Rồi bộ chữ N với bộ chữ DO. Bộ này 160 gì ơi. Bộ này chỉ có 160 ngàn. Bộ này mặc đi nhậu maximum nha. À, bộ ren em lấy XL thôi, từ từ nha. Cái bộ XL á bây giờ cái bộ chính tấm lấy XL cho vợ Phèo thôi. Yên chưa lùng 220. Rồi lấy một bộ size L cho Hiếu Lê luôn. Rồi bộ chữ N này nè chị Hiền với lại mấy chị. Bộ chữ N chỉ có 160 thôi nha. Quần đẹp lắm, quần đẹp vô số kể. Bộ này nó có bộ chữ N và bộ chữ DO. DO nó in chữ DO ở trước và hai tay nó cũng có viền DO luôn ha. Và bộ này có 160 nha, vải đẹp vô số kể. Chốt giùm em bộ chữ N và bộ chữ DO chỉ có 160 thôi nha, nha. 160 nha quý vị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Bộ eo vị xanh đẹp vai em nữa. Cái gì em nữa? Em bộ chữ N. Rồi bộ chữ N tôi đem bộ đây cho nên chữ N đây nè. Rồi tôi lên lấy cho bộ chữ 2 cho bộ Phèo đi. Nờ ừ, nờ 2 cho bộ Phèo. Rồi bộ LV bẹp vai. LV bẹp vai em còn một con túi đựng điện thoại hàng siêu nhật 700 sale 350, chị nào hốt thì hốt ha. Rồi bộ này mấy chị mặc cổ tròn cũng được nè. Lấy bộ N với bộ DO cho bộ Phèo. Hai bộ 2 tí ơi. Đây nè. Mấy chị mặc bẹp vai gì cũng xinh. Bộ chữ N này 240, là bộ chữ bộ eo vì xanh 240. Rồi chốt giúp giùm em. Bộ này là chân váy quần nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Lên tiếp cho mấy chị đầm. À, lên tiếp cho mấy chị đầm. Ủa
để tiêu lại đó. Rồi mà mấy xíu kêu là bà... Là bà này có kinh nghiệm bơm hàng lâu năm á. Bà kinh nghiệm lâu năm rồi, Tư Thanh. Em vì xanh, đưa em vì xanh em tư. Bác, xuống lấy bộ đĩa L đi. Ủa em bị xăm này sai L của ai? Sai L của Thông Quỳnh này. Thôi xả đi, đưa qua đây. Hên quá cái mẫu đó, qua bắn lỗ đó. Bộ này là của sai L là của gì đó, VP lùng. Thông Quỳnh. Thông Quỳnh này 204. Rồi xuống lấy bộ đó đi bây giờ. Rồi XL của chị Hiền Trương nè. 204 của chị Hiền Trương. Bộ đi áo xanh. Đây, đây. Cái bộ đẹp vai này hả chị? Cái gì vậy Tây? Em đưa cái này của này à. Lá khoai. Đọc tên lên nè. Rồi. Là chị Tú Linh lấy bộ này hả? Tú Linh lấy em vì xanh hả? Phải không? Báo giùm em phải nha. Rồi hai bộ này của chị Vợ Phèo nè. Một bộ ở ai với một bộ N nè. 160 160. Rồi cái hàng gì đó của mẹ gì bơm hàng đó nè. 160 160 thôi. Đúng rồi. Cái quần này nè, lấy bộ eo vì đó sai 204 anh. Bộ eo vì tư mới đây. Em nói với chị là cái mẫu này hôm qua em có 30 cái 3 bịch thôi mà em bán giá bị khùng. Em bán giá bị khùng mà mấy chị nè. Mấy chị coi quần đen với xanh đen 60 65 kg đến 90 kg. Mà em bán cho bả có 190 ngàn. Mà 10 cái tặng 2 cái. Thì thôi giờ em bán cho mấy chị 10 cái. 10 cái tặng 2 cái bán cho mấy chị với giá 200 ngàn. 200 ngàn mà bà nào hút được cái bì đây là túng mánh lớn. Tại vì hàng này không có. Hàng đó không có vậy đi. Rồi đây là quần mặt váy nè. Quần tì của Vỏ Phèo. Đây là Vỏ Phèo bị túng mánh rồi nha. 200. Nói thiệt. Rồi còn ba cái quần mặt váy. Em có một kem nữa nha. Quần này 50 ngàn con. À, ba con 150 ngàn. Ai dớt dớt giùm em. Ai dớt dớt giùm em nha. Ai dớt dớt giùm em ha. Dớt giùm em. Em cảm ơn thầy. Có thầy nè. Rồi kiểm tra kỹ mình tự. Ôi giời, nó có rớt bên trong. Dạ hết rồi. Vợ Phèo. Ai hết rồi chị Tú Linh. Ôi rớt chứ không hả. Rồi lên cho mấy chị một bộ eo miền trắng. Lên cho mấy chị bộ eo vì trắng nha. Bộ này size 60 đến 100 kg có size. Eo vì trắng mấy chị ơi. Bộ yếm nha. Bộ yếm giống như mấy bữa em mặc hồi like. Eo vì trắng. Chị nào chốt eo vì trắng chốt giùm em eo vì trắng ha. Rồi em đi ngủ kêu em chuyển khoản nha. Đi làm tối mai mới về. Ok em. Đây. Eo vì trắng. Chị nào chốt eo vì trắng chốt giùm em eo vì trắng nha mấy chị nha. Eo vì trắng. Lấy quần xì. Cái gì lấy quần xì. Đưa lên cái mẫu đóng đầm tì nó lôi xuống rồi chứ không tự nghiệp con nó lôi mỗi năm. Đầm này trẻ nhân mình. Rồi xả cho con đầm 150 ngàn nè. Dạ 60 đến 72 kg. Đầm cổ đắp chéo đầm vàng. Xả cho 150 ngàn mấy chị. Vậy 62 63 đó. Nhưng mà vải đẹp lắm nha. Vải giống như vải la dông á nha mấy chị. Đầm vàng 60 đến 72 73 kg. Xả cho mấy chị 150. Em có con đầm này xả 150 luôn nè. Đầm này xa dưới 70 kg. Rồi xả 150 luôn, phải co giãn nha. Rồi xả 150 luôn ha. Xả 150 luôn. Rồi đầm này 280 ngàn. Bây giờ nói đầm này đầm beo xếp ly. Đầm beo xếp ly 280 ngàn. Đầm này có size nha mấy chị.
có đầm bi nữa nha mấy chị. Đầm beo này có đầm bi nữa, nó kêu biết đó. Đầm beo này có đầm bi nữa nè ha. Có đầm bi nữa, đầm bi xích ly. Dạ, có đầm bi xanh nữa nha. Ở đừng lấy nữa anh Tư ơi, mọi người nghỉ hết rồi. Nghỉ hết rồi để mai like cũng được. Mai Tư chưa lên. Rồi đi con đồ đi là, đi con đồ đi bé. Tí cái quần này ta ịt là tí cắt thôi chứ không lộn nha. Trong bao, một quỳ thay ịt á. Đây là quần váy là bỏ lên cái bao đồ lót luôn. Em lấy một bộ chân váy xanh áo thun lai dông. Em lấy một bộ chân váy xanh là bộ bu xì xanh đó hả? Thì coi bộ này nha. Là bộ này có không Lê Thanh Vân không? Bộ này không Lê Thanh Vân? Đúng không Vân? Bộ này 250. 250 của Lê Thanh Vân nè. Điều ai? Điều ai à? Điều khách nhận. Tôi để Điều lên mấy. Dạ rồi, nghỉ nha mấy chị. Mai mình gặp nhau nha. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Cứ bắt like lên là có mấy chị. Bắt like lên có mấy chị là cuộc đời em nở hoa. Rồi, Bill chị nào mà muốn thứ hai gửi, Bill chị nào khách cũ mà ít Bill á, muốn thứ hai gửi thì nhắn cho em cái tin nha. Còn không thì cho em đi để em lấy tiền về em nhập hàng mới ha. Rồi, bé Long tới phiên bản của con. Bye bye mấy cô, hẹn gặp lại ngày mai. Chưa thì gì like lúc nào gì like. Còn đó là đúng 8:30 like cho mấy cô ơi. Bye bye. Lưu ý giúp em nha, đừng thấy em dễ chịu quá khi tầm lâm hết trơn á.
Em có một con đầm này size L dưới 70kg nè. Có một con thôi. 280 xả 150 dưới 70kg. 280 xả 150 dưới 70kg. Chốt là chốt một cái bạc. 280 xả 150 dưới 70kg. Không cho kiểm tra hàng khi nhận. Lưu ý giúp em. À, con này dưới 70kg nè. Chị nào chốt con này thì chốt lên giúp giùm em 7. Chị nào chốt giúp giùm em là chốt giùm em con đầm đen dưới 70kg ha. Dưới 70kg. Đây là con đầm em không có sale. Mà nó nằm trong cái bao hàng này cho nên em sale luôn. Con này là XL. Con đầm này đầm khuy độc đẹp lắm mấy chị. Con này dưới 80kg. Đầm này 280 xả cho mấy chị 220. 280 xả 220 nha. 280 xả 220 ngàn. Chị nào chốt 220 thì chốt lên giúp giùm em 220. Con này cũng dưới 80kg nè. Con này cũng dưới 80kg. Mấy cái này à, mấy cái này chị Thùy Dung mà chưa lấy thì tranh thủ lấy, là toàn hàng mẫu em chụp đầm không á. 220 mẫu này để con mấy chị. Tại vì cái hàng này hàng chụp mẫu em bán với chị giá đó thôi, chứ hàng này chưa có sale ha. Dưới 80kg 220 đầm của lá sen nút bạc. Của lá sen nút bạc nha. Rồi lên tiếp tục nè mấy chị. Cũng con đầm đầu tiên là đầm cổ vít, nhưng mà hồi nãy là size L dưới 70kg. Còn đầm đây là size XL. Ha? Đầm này là size XL. Con này xả cho mấy chị 150 ngàn. Còn hai con, một con size L. Đầm đen tay lỡ nãy em vừa không. Là đầm đây đầu tiên đó hả? Đầm này là XL của Thùy Dung nè. 150. 150 XL. Đầm này là đầm màu môn nè. Đầm màu môn. Đầm màu môn. Ha? Trời ơi, đầm màu môn này cái form với cái dáng đẹp ghê lắm mấy chị. Đầm màu môn này nè. Phải không mày Thùy Dung? Dung ơi, đầm đen tay lỡ. Đầm đen tay lỡ là đầm đầu tiên, là nó là cái thứ hai này Dung. Dung có lấy cái này không? Thì 150 nha. Đầm lá môn, đầm màu môn nha mấy chị nha. Nè. Của hổng nè. Đầm màu môn. À, chị nào chốt đầm màu môn thì chốt lên giúp giùm em đầm màu môn anh Tư. Bỏ ra trước luôn anh Tư ơi. Có con đầm sale nè. Dạ là lấy cái đó đúng không chị? L XL. L XL của chế Thùy Dung 150 nè. Em có con đầm sale nè, đầm nơ. Con này size dưới 85kg. Chị con mấy chị. Đầm này hơi bị dễ thương nha. Đầm này còn cái bán cho mấy chị 100 ngàn dưới 85kg. Còn có một cái thôi. Bán mấy chị 85, bán mấy chị 100 ngàn, đầm 260. Bán mấy chị 100 ngàn. Ha? 260 bán mấy chị 100 ngàn cho nó hết hàng. Em có con đầm ren dưới 90kg là bán luôn 100 ngàn đi mấy chị. 280 bán luôn 100 ngàn. Đầm này đầm ren nha. Nhưng mà dưới 90kg, 82 đến 90kg mà đẹp lắm mấy chị coi nè. Đẹp lắm nha, cái ren phối cũng đẹp nữa nha mấy chị nha. Cái ren phối cũng đẹp, bán luôn 100 ngàn. Bán cho hết hàng nha mấy chị nha. Bán 100 ngàn luôn. Em có con áo vu xì nè, hàng bơm về nè. Ui mấy chị lên yếu quá thì thôi chắc em tắt like, tối em like quá à. Em có con áo vu xì cô tông nè. Nè mấy chị ha. Em có con vu xì cô tông dưới 88kg. Rồi bán con này cho mấy chị 60 ngàn. Dùng được mà. Ủa ổng hổng giờ ổng đi kiếm nha. Nó không tiệt lửa là do nó không tiệt lửa đó. Vu xì 60 ngàn của chế Diệu Dương. Em giờ em không biết bán hàng cho chị Diệu Nhàn sao á. Thật sự không biết bán hàng là xử lý cái bill chị sao, mà em cũng mệt xử lý bill chị. Cho nên một là chị em mình cục hàng ở bên đó chị giữ, cục hàng bên đây em xả em bán, chứ hàng hóa vậy em biết đổi sao. Đổi từ cái hàng sale qua tới cái hàng không sale, đổi tiếp cái mẫu mình không thích. Em buôn bán dễ chịu quá, em cũng mệt mỏi quá mấy chị ơi. Đầm ren của chị Ngọc Phương Trần nè. Em còn khoảng cỡ 7 cái quần tây nè, 5 ngàn. Em còn khoảng cỡ 7 cái quần tây, 200 mấy á. Chị bấm sau nha, em chốt cho mấy chị em Diệu Dương rồi tới Thanh Trang rồi tới Trong Huyền ha.
đó. Chứ hàng hàng kiểu này em chốt em không biết không chốt sao luôn á, với lại cũng biết đổi sao luôn. 63 kg mà đưa size L dưới 70 kg cũng không vừa, mà hàng bên em đâu đến nổi rồi đâu mấy chị. Hàng bên em dùng từ là chuẩn size luôn á. Đây là lòng củ lá sen, vải rất là co giãn dưới 80 kg, vải đẹp lắm mấy chị, lòng củ lá sen đúc bạc. Chị sau nha. Rồi còn ba vòng tay này nè, em sẽ cho mấy chị 160 nè, 160. Cái con này không có co giãn nhưng mà ở sau lưng có lưng thun nè, con này sẽ cho mấy chị 160 nè. Nhưng mà con này lai lọc đẹp lắm nha, con này thêm đôi cao quốc 5 phân vô nữa hơi bị đỉnh luôn. 160 quần màu bò dưới 70 kg, 160 quần màu bò dưới 70 kg, có một con lai lọc và một con lai không lọc. Chị Trang chốt sau nha chị Trang, không em không có ưu tiên người nào hết trơn á. Con thứ hai nè, bây giờ không biết chốt cái đồ cổ lá sen của chị Diệu Nhàn sao đây. 220.000 của chị Diệu Nhàn, để cái bill chị Diệu Nhàn qua có để lại không vậy, có để lại cho em giải quyết đi. Mấy cái bill để lại là dồn hết lên một chỗ cho em đi. Diệu Nhàn nè, đây nè mấy chị, nãy giờ kiếm chưa có bill Nguyễn Phượng hả? Đâu 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 rồi, đâu Nguyễn Phượng đâu rồi. Còn hai cái là còn cái áo khoác gì với ba bộ gì ấy. Đây nè mấy chị, con này cũng dưới 70 kg nè ha, con này cũng dưới 70 kg, con này chân nó không có lọc, lai nó không có lọc nha mấy chị nha, lai không lọc. Còn hai con này hồi nãy em có nói là em sẽ xẻ cho mấy chị mẫu quần đúng không, nhưng mà thực sự thì mẫu quần này bài nào mà size 100 kg, 90 kg mới trúng mắng thiệt lòng luôn. Mẫu quần giống như mà em thích á. Mèn ơi, đọc kỹ comment của em rồi, em hỏi đơn em giữ ship chưa, nếu chưa lựa thêm rồi ship chị ship cho em. Chưa giải quyết được bill chị Diệu Nhàn đâu. Mà mèn ơi, đọc kỹ comment của em rồi. Bà đa em hỏi coi thử bill chị Thanh Trang đi chưa. Bill mà chụp mấy chị tự động vô coi tin nhắn, bill mà chụp qua cho mấy chị là bill đi rồi đó. Mấy chị cứ tự coi đi ha. Còn bên em ship có 20.000 à. Ship có lần thứ hai thứ ba gì em trẻ cũng lòi le à mấy chị. Rồi, đây nè, cái quần mà em thích nhưng mà em thích lửng nè. Còn cái này cái dài, cái dài mà nó cũng có bo ở dưới chân nha. Cái dài nhưng mà nó cũng có cái bo ở dưới chân ha. Cho nên quần này giờ em xả cho mấy chị 160 nè. 160 quần tôm ba ghi rất là đẹp. Xả 160 quần này, xả 160 quần này nha. Quần này còn đúng mỗi cái thấy trên L nè. Quần này mặt nó sẽ hơi phùng phùng ở trên. Còn lại là một cục size 3 x. Một cục size 3 x nha. Đó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dồn đây, dồn qua đi. Để chút làm. Và một cái size 90 kg, xả 160. Chị nào chốt quần này thì chốt lên giúp giùm em ha. Làm view gì mà thấy tùm lum tà la hết trơn. Anh để ở nhà trước em đem lên trên bàn đó. Quần 185 kg của Huyền Nguyễn lấy hay nha. Huyền Nguyễn 160 nè. Bánh kem thẻ ái L nè. Quần này về coi cái vải đẹp lắm. Bánh kem thẻ ái 160 nè. Coi anh bước lên. Coi bước lên con ông nội thử sao nha. Chứ lẫn mà đem tắm thì mặc cái quần xì nước, cái khăn nước ướt dắt, đi vòng vòng hết nhà ướt tùm lum hết. Quần này chỉ còn size 90 đến 100 kg thôi. Coi ông nội thử sao chứ. Chị Tinh ơi, size nhiêu ký chị Tinh? Em coi trong mấy cái bao dưới đây còn gì em chơi hết cái đó đi mấy chị. Còn gì chơi không hết thì giữ lại. Ha? Gì chơi không hết thì giữ lại. Kiếm bill chị Phương Trần đi. Áo tím đâu có 100 kg chị. Áo tím từ tối hôm qua về đã không có 100 kg rồi. Tại vì cái giải đó giải cô tông ít lắm. Nó là biết sau nó có 84-85 kg thôi. Mà nó sợ hôm này sợ cái khuôn mắt nó cho sợ. Hàng cho may không chuẩn mà sợ. Nó sợ rồi nó sợ rồi nó đặt 100 kg trừ hao đó. Sao trừ hao được 80 kg là phải 80 kg hoặc trừ hao 10 kg. 85 kg trừ hao 90 kg thôi chứ ai đi trừ hao kiểu đó là mặc lên rồi tụt quần sao.
lá tiêu của chị Phương Tròn đi. Em xả bộ này cho mấy chị nè. Mấy chị sẽ thích. Hứa luôn. Hứa luôn mấy chị sẽ thích mẫu này. Vô đây nè chị Phương, chị Phương vô đây nè. Vô đây nè. Chỗ đó đang phân biêu hồi đời đi. Nè em đưa bộ này lên mấy chị mê nè. Nè. Tại vì nó hết size rồi, nó lẻ size cho nên mới xả bộ này cho mấy chị thôi. Chứ bộ này mấy chị mặc lên hơi bị dễ thương luôn. Bộ này mấy chị mặc lên bao đẹp cho mấy chị, xả bộ này cho mấy chị 160 nha, còn được 4-5 bộ. Còn được 4-5 bộ, em đang mặc cái size gì vậy ta? Còn được 4-5 bộ em đang mặc cái size gì mà hơi bị tức. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Em đang mặc hơi bị tức ha, bộ này hơi bị cưng luôn. Đó, 160 kèm số ký nha mấy chị nha, 160 kèm số ký. À, em không có size 55 ký chị Hương ơi, em bán biết size á chị Hương nha, em bán biết size. Rồi chốt giùm em bộ trắng 160 kèm số ký. Không chốt số ký là không có chốt được đâu nha Lý Nhã Kỳ Kim Cương. Trắng XL của Thùy Dung nè. Thùy Dung 160 nè. Thùy Dung 160. Cho cái bút lông đi. Thùy Dung 160. Đó chị Lý Nhã Kỳ inbox địa chỉ số điện thoại nè. Lý Nhã Kỳ 160. Lý Nhã Kỳ ăn lê lê rồi lên số ký giúp em nha. Lý Nhã Kỳ 160 size L. Như hết là hết size L rồi chị. Hết size L. Ăn lê lê L ha. Xin địa chỉ số điện thoại Lý Nhã Kỳ đi. Ăn lê lê 160 là hết size L. Thấy đồ đẹp không có số nhỏ hả chị? Dạ không có số nhỏ chị ạ. 100 ký còn. XL là của chị Phương nè. À, của chị đó. Thanh Thảo Nguyễn còn biêu trong kia nè. Tới mà lựa giờ like tới. Tới lựa cái giờ không like chứ. Bộ dạ quần đùi chị. Quần đùi nha chị nha. Quần đùi trắng nãy em có dơ lên á. Quần đùi trắng á chán nãy em có dơ lên nha. Ôi bộ này dễ thương lắm. Bộ này dễ thương lắm. Lộc Nguyễn hồi nãy có biêu dày nè. Lộc Nguyễn hồi nãy có biêu dày rồi nè. Lộc Nguyễn 160 nè. Dạ inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Nè em nói thật với chị là cái bộ này sale 160 hơi bị sướng luôn á mấy chị. Cái quần trắng không nó cũng đẹp nữa ha. Cái quần trắng có túi không nó cũng đẹp nữa nha. Không có tiền vô chia sẻ cho gái bé. Khổ chị My ơi, khổ đại gia Thủ Đức dễ sờ ở thiệt trên đây. Dễ thương lắm mấy chị, bộ này là dễ thương cực kỳ luôn. Ha, dễ thương mà phát hờn luôn á chứ không phải dễ thương thường đâu mấy chị. Dễ thương mà muốn tiểu luôn. Mấy chị lên đây em còn cắt đồ được lên like cho mấy chị. Ơi là mấy chị ơi. Mấy, bộ này có tổng cộng còn 3 size hết size L nha. Dưới 70 kg. Rồi cái vải này mặc sướng lắm chị. Thiệt luôn á. Áo trong hai là mặc hơi bị sướng luôn. Rồi có chế nào chốt nữa không nè. Dạ đồ cô tím này này dạ đồ tím đâu có. Dạ áo tím 90 kg được không? 90 kg được. 84 kg thôi. Không tùy à, tùy nó rồi chứ lấy gì mất công. Lấy thì em nhường cái của em rồi đó. Bi đang coi bi nào rồi bi đang nói có trên đùi chị Thúy Hằng ơi. Chị nào chưa cho em địa chỉ kèm số điện thoại thì cho giùm em nha. Chưa cho giùm em thì quyết quyết lên cho giùm em nè. Quyết quyết lên mau mau nè ha. Mau mau cho giùm em nè. Đây con cầm nè. Cầm này tí xíu em sẽ thử cho mấy chị ha. Đang vui cái xe lớn. Mấy chị hồi giờ cái kiểu của mấy chị là rất là thích mặc, rất là sợ mặc đồ trắng ha. Cái gì ạ? Còn cái công việc anh nè. Con Hiền Nguyễn nè. Con Hiền Nguyễn là kéo lên đi mới vừa chốt xong á anh.
bông chị đang chị bộ áo và quần bông. Ê, kinh vỏ có thể còn kiếm không chị? Chị Liên để em kêu chị Phạm Liên ở đây còn không vậy? Mới gửi đi. Kêu chị Liên gửi đi rồi thôi. Lấy bộ đá xí L đi chị. Xe còn có 160 không lấy gì nữa trời. Chị mặc luôn đi. Dễ thương, chị mặc vừa lấy L mà dưới 60kg đó. Chị Liên ơi, 75kg thì size từ 70 đến 80. Lần sau không có tới giờ like nha. Cô quỷ à. Ai có biết đâu trời. Cô quỷ. Muốn em mà phải like vậy mấy chị. Muốn vừa lòng bà. Ai. Em nói mấy chị, hồi giờ mấy chị cứ sợ ngại mặc đầm trắng đúng không? Tí xíu nữa em sẽ thử cái con này lên cho mấy chị coi nè. Tí xíu em sẽ mặc hình em chụp con này lên cho mấy chị coi nè. Mùa này mà đi mặc những con đầm mà xe xe, không mặc những cái đầm sang chảnh này thì mặc cái gì mấy chị? Ha? Không, chị mặc một lớp cơ màu cánh sen á, một lớp trắng chị chị. Hai cái quần váy này của Đỗ Quỳnh Như này dễ thương ha. Được không anh Tân? Còn không ghi ngoài đó đi, tí xíu like xong mà. Hai cái này của Đỗ Quỳnh Như 400 nè. Còn kiếm chị, nãy em mới chụp lên. Nãy em mới chụp lên hai cái á. Sơ mi Kinh ơi, em ôm cái mẫu này em chụp báo qua tin nhắn đi. Hôm nay em sẽ xả cho mấy chị cái mẫu sơ mi. Tại vì nó còn có đúng hai size thôi, size L và size XL, cho nên xả mấy chị 160 luôn. 240 xả 160 bộ này nha. 240 xả 160 bộ này. Đây mấy chị ơi, bộ này là mấy chị nên mua này nè. Chị nên mua bộ này nè. Áo sơ mi nè ha mấy chị ha, kèm với quần ở dưới tới ngay đầu gối nè. Mà quần vải đẹp lắm mấy chị. Bộ này mà mấy chị không chốt là phí cả đời người. Em còn một size dưới 72kg và một size dưới 82kg. Bộ sơ mi quần lờ quần tới đầu gối nè. Bộ này là hot trend năm nay ấy. Đó. Rồi bộ này xả mấy chị 160. 240 xả 160. 160 mới đủ mua cái quần rồi mấy chị. Nha. 240 xả 160 bộ này. Chốt giúp dùm em bộ sơ mi kèm số ký nha. Bộ sơ mi kèm số ký nha quý vị nha. Sơ mi kèm số ký kèm sơ mi. Chế nào chốt sơ mi kèm số ký thì chốt dùm em số ký kèm sơ mi lên giúp dùm em ha. Hả? Đâu rồi mấy chị, em bị ẩn comment mấy chị hết hả? Chị đâu ơi? Cái đó để nó cho em nãy giờ đó, để từ từ kiếm bộ bò nó giao cho chị luôn. Sơ mi 75kg lấy size XL đi. Đây này là bộ này nè, XL của Thái Huyền nè. À, ở trên đó nó còn mấy bộ quăng hết xuống rồi Bi. À, 160.000. Ở trên đó còn mấy bộ quăng hết xuống giùm chị. Cái này của Sang Sang nè. Sang Sang 160. Cái này là Thanh Thảo rồi, thành phố cũng Thanh Thảo chính liền, là Thanh Thảo của Vũng Tàu, bởi mới hỏi đó. Thảo chính liền đúng không? Có chị nào chốt bộ sơ mi nữa không mấy chị ơi? Không có chị nào chốt bộ sơ mi đúng không? Không có chị nào chốt bộ sơ mi đúng không? Đưa lên bịch cái bịch này cho chị Phương nè. Bịch lấy bao cao su ha. Lấy cái bao lấy cái bịch được rồi. Đúng rồi anh, đúng rồi. Thanh Nguyễn. Quá không dám bung hàng ra sale luôn. Mua yếu quá trời không dám bung hàng ra sale. Mua vậy sao dám bung hàng ra không? Một nùi hàng ở bên này luôn mà không dám bung ra. Một nùi luôn mà mua yếu
yếu quá không dám bung ra bán luôn á chị. Có sao sang mới có. Có hai bộ này là sale cho mấy chị luôn à. Bộ thể thao sale cho mấy chị 80 ngàn. Bộ thể thao này dưới 80 kg nha. Bộ này bằng điện không mặc đùi luôn. Bộ này 80 kg. Tả cho mấy chị 80 ngàn. Bộ này dưới 82-83 kg cũng vừa ha. 73-83 kg. Bộ này xả cho mấy chị 80 ngàn. Chốt giùm em bộ xanh đùi cô tông nha. Chốt trước giùm em bộ xanh đùi cô tông. Dạ bộ thể thao của con ngõ nè, 80 ngàn của con ngõ. Bộ đó em nhiều lắm chị Nguyên Võ. Tối nay vô live stream với em nha. Đây này chị, bộ này là bộ dưới 85 kg nè. Mấy chị coi cái bộ này nè. Bộ này dưới 85 kg nha. Bộ này còn cỡ dưới 82 kg luôn nè mấy chị ha. Xả bộ đen nơ cho mấy chị 100 ngàn. Xả đen nơ cho mấy chị 100 ngàn nè. Mẫu này dễ thương lắm mấy chị. Mẫu này vải cũng mềm nữa ha. Mẫu này vải mềm. Mềm ơi là mềm. Mềm quá đi thôi cho nên bán ế thì mẹ luôn. Bộ này xả mấy chị 100 ngàn. Trời ơi comment lên cho em có khí thế vui hàng coi. Cho em có khí thế vui hàng coi. Bánh kem thẻ ái 100 ngàn. Bánh kem thẻ ái 100 ngàn. Dạ đen khách lấy là bữa giờ mới gặp chị là. Trời bán ế mà má cũng cười được quá má. Má là mới cười dễ thương vậy. Má mới cười không ưa nổi nha. Nhìn chị 5 gái áo 600. Tính luôn 5 gái áo 600. Tính bộ đồ vô. Bộ đồ 160 đi tính 100 nữa 700 đi bớt cho chị á. Bớt lâu lâu mới gặp á. Dạo này anh yêu nuôi mất mát dữ trời thiệt chứ. 700. Tao nói thể thao còn. Baby thể thao còn. Trong cái cục lộn xộn có bộ thể thao xanh đỏ tím vàng. Hôm qua em lấy với chị la nha. Đúng rồi. Lấy cục đó xuống. Dạ chị Robin chốt sau nha. Sau một comment. Em không có ưu tiên ai đâu chế ơi. Chế nào cũng là khách của em. Nó không có ưu tiên đâu ha. Hôm nay em lên khoác đá cho mấy chị nha. 220 ngàn khoác đá. Cái đầm có đẹp quá. Cái nào chị? Lấy đi chị. Lấy về đợi 90 kg mặt mặt. Nói con cầu mà bỏ mà đi luôn. Đợi chút xíu hằng mơ có. Hello Như Cáo. Áo đá nha mấy chị cứ 220 ngàn. 60-90 kg nó có nhiều màu lắm. Con này là màu nâu đất nè. Con này là màu nó lên được là nó lên nè chị Phương. Đừng có cản cái gì hết á. Không có cản nổi đâu. Con này là xanh đá nè. Không có cản nổi đâu. Con này xanh đá nè. Mua đi chị chừng nào 90 kg mặt. Con này mã bò nè mấy chị. Con này mã bò nè. Má bán hàng vô duyên lắm. Đó lên view một chút rồi nha. Con này mã bò nè cho em biết em khui hàng nha. Ủa sao cái trên kia lên 65 mà cái dưới đây mới 50. Cuối cùng là bao nhiêu người mấy chị? Có đồ bộ chị có thấy em không? Thấy thảo trào mà lên sâu quá là biến rồi. Con này chốt giùm em mã xám đá nè. Mấy con này là áo khoác hết nha. Mấy con này là áo khoác. Em thử cho mấy chị coi ha. Thử cho mấy chị coi. Trời ơi, kính thưa nhà tôi, kính thưa các loại đồ bộ vô trong tường đây. Em đăng một nùi đó, em chụp hình cho mấy chị nha. Em về anh ơi. 63 là cái gì? Cảm ơn. Em ủ bán gì 63 vậy? 61. Trời ơi, mày rảnh quá à. Còn năm mấy người kìa. Đây áo đá nè mấy chị. Đó, xong rồi chụp cái này lên. Xong rồi hát cái bài mà tôi nói tôi là tôi, ai làm gì tôi, của Quách Thành Danh đó đó. Đó, mấy chị hát đi. Mặc cái này lên. Xong rồi hát cái bài tôi là tôi, ai làm gì tôi. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa tôi khúc xa dần đó. Đây này chị nè, hồi nãy hỏi bộ cô tông nó còn nè. Nè đây là tím với quần đen nè. Tím với quần đen nha 80 ngàn. Này là áo trắng với quần đen nha 80 ngàn. Này là áo vàng với quần đen nha 80 ngàn. Đó 80 ngàn. Mấy chị muốn lấy nhiêu bộ lấy. Từ 65-70. Từ 70 kg đến 85 kg. Trắng quần đen. Còn có mấy bộ đó thôi. Mấy chị muốn nữa cũng có nha.
muốn nữa là cũng không có nha mấy chị. Rồi mấy chị không hát cái bài của Quách Thành Danh đúng không? Em cởi áo ra. Không hát nữa đúng không? Đừng có hối hận nha. Bộ vàng hả chị Văn Võ? Rồi vàng quần đen 80 ngàn nè. Có quần giả váy 65kg không? Bây giờ em không có quần giả váy 65kg. Giang Lê nhiêu ký? Giang Lê ơi, chị em đưa lên cho coi là có luôn. Có luôn nha. Vàng đen 72kg của Nguyên Võ. Vàng đen 72kg của chế Nguyên Võ. Nguyên Võ nè. Dạ được chị. Hay là đổi bộ đi thôi. Đổi bộ đó. Được mà chị. Vivo. Dạ chị Kim Lan Phan Thị ơi. À, cái gì quên rồi ta. Chị ráng đợi cho em 2-3 bữa nữa được không? Hổm giờ chưa có ra mẫu rồi. Để em ráng em ra mẫu rồi cho mấy chị nha. Rồi mấy cái đây mà sáng mà đi đánh tiền thì cho mấy chị đi đánh tennis á. Ha, đi bộ ha. Đi thể thao, trời ơi, em nói thật mấy chị đẹp lộng lẫy luôn. Đẹp lồng lộ luôn. Đẹp lon lỗ luôn ha. Đẹp, đẹp xúc phạm người nhìn luôn á mấy chị. Em lên cho mấy chị bộ trắng đen nè. 80 ngàn. Bán cho có chuyện bán. Em bộ vàng. À, còn vàng không? Rồi bộ vàng của Sang Sang nè. Vàng đen khách lấy rồi chị Trâm, Trâm Nguyễn là Hiếu Cà Mau phải không? Ở trong đây, Hiếu Cà Mau em gửi bill chị qua rồi đó, gửi cục hàng đi rồi. Này trong đây có một cái bill nhỏ của Hiếu, của chị Trâm Nguyễn trong tường rồi kìa. Số 24 kìa. Em còn trắng đen. Hỏi nhìn. Tôi nói tôi gửi rồi là ông hỏi nhìn. Trâm Nguyễn nè bà già. Nè còn trắng đen nè mấy chị. Chị Võ Nguyễn ơi, không nói cho chị được cái gì chị có không hỏi. Chị Võ Nguyễn ơi, chị có thể vô inbox giùm em được không? Tại vì bên em không có gọi điện chốt hàng. Giờ em chỉ còn trắng đen thôi. Và một bộ cuối cùng trong cuộc đời là tím đen. Hết. Nha, còn một bộ trong cuộc đời là tím đen. Nè chị Hiếu ơi, lấy cái con đầm bi này nè chị Hiếu. Chị Hiếu lấy cái con đầm bi này cho em. Trời ơi, vải lụa nó nhẹ nhàng mà. Nó dễ thương lắm chị. Chị Hiếu ơi. Trời ơi, 260 ngàn mà con đầm may quá xuất sắc luôn chị. Em nói thật lòng luôn á, ở trước nó có nhúng nè ha, có size tới 100kg luôn. Đầm này 260 tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và giữ 100kg đầm bi nha. Chị nào chưa chốt đầm bi thì chốt lên giúp mình em đầm bi. Đầm bi. Rồi bi ơi, bi lại bi đứng bi xếp cái này nè, bi bỏ vô góc kia đi. Xếp cái này bỏ đàng hoàng cục bịch lại. Một bộ trắng đen 70kg của Tu Hô. Tu Hô. Nè Tu Hô nãy làm bill chưa đang qua làm bill nè Tu Hô nè. Tu Hô 80 ngàn. Bỏ em hai bộ trắng và tím ok. Diêu Dương nhiêu ký rồi Diêu Dương. Diêu Dương trắng với tím nè. Bữa giờ bán mà quên Diêu Dương nhiêu ký. Nè Diêu Dương hai bộ nè. Coi lộn nha. Diêu Dương hai bộ 160 ngàn. Lên đây mấy chị đầm tính cho em khui hàng Quảng Châu đây nè. Từ em coi được hôm nay em trả cho mấy chị bộ caro đen. Bộ caro quần đen áo caro nè, lên coi đi. Rồi hấp qua đây vậy được. Áo nữa, áo quăng hấp qua đây. Nè hôm nay xả bộ này cho mấy chị rồi. Thêm chị bộ tím đen khách lấy rồi. Khách lấy rồi. Hiếu Cà Mau nãy giờ lấy bộ nào chưa? Chưa. Nè. Hiếu Cà Mau. 80 ngàn. Ủa lấy hết cái đồ lặt vặt cho nó ra chưa? Có bao hàng bơm thì chưa xử lý nha. Chút nữa xử lý cái bao hàng bơm đó đi. Bữa giờ kiếm cái quần này bán nè. Nét đẹp.
size 41. Cho cái chị gì hồi trưa có cái bill đây nè. Đây nè. Đây. Thơm quá. Thơm quá. Size 41 nè, 220. Có mấy cái quần này mà đáy á, nè, có cái quần này là đáy dài nè. Lưng lưng cao nè. Nhưng mà size này 90-100kg rồi nha. Size này 90-100kg. Cái bill nó chưa đi đâu nha anh Tư. Rồi xả bộ này cho mấy chị nè. Ủa chị Hiếu Cà Mau nè, chị Hiếu thấy nãy ta chị có bộ vàng đi nhưng mà chị chốt sau một chị á, chị chốt sau một chị để em lên hoan coi thử con để chị. À, bộ này giờ còn size lớn không ạ? À? Rồi xả cho mấy chị 120.000 đi. Bộ này giờ còn size lớn không ạ? À? Size khoảng cỡ 85-100kg mà vải đẹp lắm, xả cho mấy chị 120.000. Ok chưa mấy chị? Nhưng mà dễ thương ha, ở sau lưng thun, ở trước của lưng quần tây ha, dễ thương mấy chị. Rồi chị nào chốt bộ caro này 82-100kg, chốt giùm em bộ caro này xả 120 nha. Em nói với mấy chị là vải đẹp vô số luôn nha. Vải đẹp vô số, 120 này mới đủ mua cái tiền cái áo thôi á. Rồi xả bộ caro 120. Chế nào chốt bộ caro 120 thì chốt lên giúp giùm em nha. Có size lớn nè. Có size lớn không mà mấy chị? Bộ này có size lớn không? Chưa thấy size nhỏ nha. Chưa thấy size nhỏ luôn. Caro 100kg. Caro 100kg của chị Thanh Thảo Nguyễn Duy Dính nè. Thanh Thảo Nguyễn Duy Dính nè. À, 120. Chị Thu Nguyễn nào nè. Chị Thu Nguyễn 120 nè. Có bộ này size từ 7, có bộ này size 73kg tới 85kg nè. Có bộ size nhỏ nè. Chị Lý Thiên lấy bộ bộ nhỏ nha chị Lý Thiên. Chị Lý Thiên lấy bộ kia bị rộng, Lý Thiên 120 nè, chị Thu Nguyễn có chưa? Thu Nguyễn 120. Bây giờ còn size lớn thôi. Chị Hạnh Nguyễn này có phải hồi nãy đặt một cái áo vú với cái gì không ta? Em mới làm bill xong phải không ta? Phải chị Hạnh này không nghe? À, Vy bếp cho em 4 hộp bánh 3 tím 1 đỏ, gửi chung bill với Kiều Thu. Chị Vy bếp á, Kiều Thu. Kiều Thu là bill ai anh? Rồi, lấy 3 tím 1 đỏ. Dạ. Bộ caro nhỏ khóc lấy rồi chị, để em kiếm được con nha. Ôi trong kia có thử phòng còn tay tím một đỏ. Lấy 8342 đi anh. À lộn, 8432. Nói lỡ mình uống mà. Uống nước mà té nước luôn á. Đưa lên Phước ơi, Phước miếng. À, Bi lại mở lên kia kiếm có thử bộ caro nào không Bi? Lên 8432 đi, chị mua nhiều 8432. Còn bộ cái này cũng size lớn luôn rồi. Cái này size lớn. Dỡ mấy cái đó lên kiếm có được cái lớn rồi đó. Còn size lớn không mà không có size nhỏ mấy chị. Đó. Bánh đó là 90.000 hộp, 2 hộp 170 đó. Chị đó chị mua 4 hộp cho nên tính 80 lĩ đó. Em còn cái áo vuông xì đá nè. Em còn cái áo vuông xì đá nè mấy chị. 60-90kg ha, còn con này 150.000. Chị nào chốt áo vuông xì đá, chốt lên giúp giùm em áo vuông xì đá nha. Nè, còn bộ này nè. Còn bộ này nè, size 80-90kg nè, mấy nàng tranh thủ lấy bộ này nè. 150.000 bộ này đẹp không? Nhưng mà size 80-90kg bộ đỏ nha. Size 80-90kg, cái này em còn nhiều lắm. Cái này em còn rất là nhiều. Này còn nhiều. Bán cái áo cho mấy chị 50.000 là áo cotton. Bán cái áo Mickey cho mấy chị 50.000. Con này còn cỡ dưới 75kg nha. Hai vú chống tuột 160 sang sang. Vú chống tuột 160 nha. Chống tuột 160. Vu xì đá của Lê Diễn Chi. Mấy con áo này em còn, con em còn tất cả 100 cái rồi. Lê Diễn Chi nè. Nhiều em. 150.000.
áo 50.000 của Na Nguyễn nè, áo 50.000 của Na Nguyễn. Em có con quần này size 35 mà khoảng cỡ size 35 này khoảng cỡ 74 kg, 73-74 kg thôi nha. Còn con quần này bán chị nào mà 70-74 kg á, à, cho mình Mickey đen khách lấy cho chị tu hồn, à, để em ghi lại Mickey đen để chút nữa lên lầu em soạn cho chị tu hồn cái nha. Tu hồn 1 Mickey đen 50k. Đợt này là ship tỉnh rồi hơi chậm nha mấy chị nha ha. Quần đen của Tu Hồ 100.000 nè. Tu Hồ 100.000 quần đen. Sống này khui hàng ha. Em có một bộ cô tông nè, của ba cô ụt bà xã nè. Bán cho mấy chị có chia sẻ livestream luôn nha. Chị nào có chia sẻ livestream bán bộ này cho mấy chị 50.000, 60-90 kg. Còn đúng bộ thôi. Trời ơi đẹp quá trời luôn mấy chị. Bộ này mà tính tiền vải không đi quýnh tennis cũng hơi bị đứt đáng đồng tiền đó nha mấy chị. Bộ này mà nói mà mặc đi tập thể dục không á, mà cái độ vải của nó, xin lỗi mấy chị, hàng 300.000 không bằng luôn. Chị nào có chia sẻ, chị nào trong Huyền thành phố nè, Trân Huyền thành phố là 50.000 nè, của Trân Huyền thành phố, Trân Huyền thành phố 50.000. Các chị nào 90-100 kg không? Ủa ai đi 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 chở nha. Ủa cái quần gì ai đi qua đây vậy? Xả của Phòng Phi hả? Xả ra, xả biêu này là lấy cho chị Trâm Trâm, chị Hiếu Cà Mau bộ này nè. Em mới chọn cái tay của mình. Đấy, chị Hiếu Cà Mau bộ đó 80.000 nè. Hiếu Cà Mau. Nè, chị nào 90-100 bán cho cái len dệt nè. Bán cái len dệt 80.000 luôn nè mấy chị. Xin lỗi mấy chị chứ có tiền không đi đường quyền được với mấy con này đâu nha mấy chị. Nó sẽ rách như thế này nè ha, nó sẽ có những cái đường như thế này nè ha, áo kiểu người ta nó vậy á mấy chị ha. Rồi đây, lên giờ 80.000, size 90-100 kg, có một con thôi. Chị nào chốt trước thì lấy trước nha anh ơi. Anh bước đứng về khu vực hàng cho em ơi. Ren của Văn Võ nè, chị Ren, à, lên, lên nha chá. Nhiêu 80.000. Nè có chị nào mà chị nào dưới 70 kg không? Em có một con quần tay lai lọc đẹp lắm đây. Đây này mấy chị đẹp lắm, dưới 70 kg thôi. À 200 nè, lai lọc nè, trời ơi, thêm cái đôi năm phân nó đẹp luôn. Con này là 220 bán xả cho mấy chị 160. Chị nào chốt quần này 160 là chị đó trúng mánh, là trúng nhiều luôn á. Nằm ở đây đó. Đó, nằm 20 lên luôn. Cục lên nữa. Đưa ra là đi. Cục tính một gian nha. Rồi, đưa ra làm này lên luôn.
130.000. Áo khoác 130.000 mà số lượng thì nó không có nhiều ha. 130.000 nhưng số lượng không có nhiều nha mấy chị nha. Qua mở giùm em cái áo khoác cái này anh Tư à. Mở giùm em cái 130.000 để em thử một cái thử. Nè form thì đẹp lắm. Nhưng mà tại vì nó phải vừa từ cái độ giãn chứ nó không có vừa thoải kiểu thoải mái nha. Ủa sao em kéo cái nào cũng được hết ta. Nói chung là rộng rãi thì thoải mái rồi đó mấy chị ha. Con này chỉ có 130 mà ta nói gì giải thì hơi bị điện. 130.000 mà lựa nhiều á nha. Con này bán 130 thì hơi bị lũng củng. Con này bán 140 nha mấy chị. Con này bán 130 là hơi bị lũng củng. 140 con áo khoác Adidas này ha. Nó rất là nhiều mẫu nghe mấy chị nha. Nó rất là nhiều hình. Hình Adidas nè. Nhiều hình lắm quý vị ơi. Rất là nhiều hình Adidas nè. Chị nào chốt Adidas thì chốt lên giúp giùm em Adidas ha. Chị nào chốt Louis Vuitton thì chốt giùm em Louis Vuitton nha. Hai mã à, con này là màu rêu nè. Bà nội mẹ 140 nha mấy chị nha. 140. Trời ơi mấy chị trúng mánh mẹ nó rồi. Ôi mấy chị coi con áo 140 nè. Con này màu rêu ha. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn em, 89kg mà thực sự chị nào muốn mặc vẫn còn giãn nhiều lắm nha. Giãn rất là nhiều. Trời ơi con này xanh nè. Con này xanh Cuban Night nè. Hình như là màu nào cũng đẹp. Giúp đi mấy chị. Sao kéo ra. Có con tím nữa nè mấy chị. Mày già đúng không? Mày già đúng không? 140.000 nha mấy chị. Rồi. Không ai nói chuyện với em luôn. À, áo khoác rêu. Lấy áo khoác rêu của chị tôi. Trời ơi má ơi coi màu nè chứ. Coi màu nè. 140.000 của chị Thu Hồ. Tím nè. Tím. Con đường xưa em đi. Trời ơi coi vải nè. Người ta kéo dây chì. Bích đường em hết đi. Nhiều quá làm sao đây. Tăng 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 tăng. Trời ơi màu lính nha. Màu lính nha. 140 màu lính nha. Chị còn ai đứng trong. Em ơi không ai mua đồ. Bây giờ lên gác bên kia Bi, đừng cười nữa Bi à. Thì cười tao đau lòng quá. Hả? Chậm ở đây nè. Màu áo trinh nguyên. Mình kịp mái thờ. Bàn tay đâu đã được hết cái trang từ bỏ bệnh rồi rồi các tiếp cuộc hàng thứ hai cái kéo ra mày hỏi tao chị, hỏi ha chị nóng quá sao nóng vậy lên kệ cứ một cục hàng mà 100 mẫu vậy là mấy chị chốt em một cái làm vui rồi nha đừng ngồi không với em mà được rồi mày liệu hồn không nha chưa ai làm gì luôn trời. Hôm nay em sẽ bán quần lót. Hôm nay em sẽ bán quần lót 110.000. 110.000 10 cái cho mấy chị nha. Bấm nút chia sẻ đây. Tối nay em bán bông quần lót cho mấy chị. Em màu áo chính nguyên. Mạnh kẹp nhai tờ. Một bàn tay đón nhỏ. Quần lót quần bữa trước về đúng không? Mà bữa nay nhỏ hơn một size. 101.000 được không quý vị? Quý vị thấy bán 101.000 10 cái được không? Cô Tông. Từ từ Trân Huyền. Từ từ dưới 8. Để coi thử dưới bao nhiêu ký. Người ta nói là một chuyện. Em phải kiểm tra là một chuyện nha. Quần này ấy
dưới 80 kg là vi vu, nói chung là em mặc là vừa nè, đó mấy chị thấy không, dưới 85 kg là ok, 140-110 cái chốt đi, số lượng không có nhiều đâu nghe, nghe bị ghi nè, quần lót của Trân Huyền thành phố 140 ngàn, hồi bữa trước bán nhiêu ta, bữa trước bán 140 á, 250, 160 gì không nhớ, bữa nay có 140 ngàn 10 cái dưới 85 kg nha. Em nói chữ dứ là em trừ hao mấy chị cho em 90 kg mặc lên. Cái khung nó vẫn thoải mái nha mấy chị nha. Cái khung vẫn thoải mái. Trời ơi, mình mới nhận được hàng 16 ngày rồi shop. Tưởng shop không có chị Lâm Toàn. Nói nghe, bưu điện giờ thằng nào nó cũng mắc F0 hết đó chị. Hồi sáng em nó ủa chị Lâm Toàn sao ta? Chị Lâm Toàn kiểm tra hàng, không biết Lâm Toàn nào. Trời ơi, thôi cho kiểm tra luôn. Cái bình thường bên em cho kiểm tra hàng, đau lòng. May hồn chị Lâm Toàn nhận giùm không hay bị ở trong quần luôn. Bánh kem kẻ ai? Nè, bánh kem khẻ ái nè. Không biết nó mê cái like em sao á. Toàn cái gì không mà bữa nay cho cọc kẹt hết rồi đi. Mời quá trời. Bánh kem khẻ ái 101 nè. Bơm hàng gì mà kỳ cục thiệt á. Bơm hàng không biết mắc cỡ luôn á. Gì? Quần lót 10 cái của chị Hồng Điệp 101. Hồng Điệp nãy có bill quá. Mấy bữa mà quần lót mà cỡ này là 101 ngàn 10 cái là em nói quăng á hả? Quăng xào 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 luôn. Mà giờ ngồi lại đây là mấy chị biết rồi ha. Nha. Nó hơn người em một khúc nè mấy chị. Mình trừ heo vậy thôi chứ nó hơn người em một khúc nè. Ha. Quần lót 10 cái 101 ngàn. Không ai mua để dành cho bảy đĩ mà. Không ai mua để dành bảy đĩ mặt mấy chị. Bình thường nha. Cuối cùng cái giúp cô mà thích nhất lại đi mất. Ô hô, chúc mừng. Đi ngay tôi nói chúc mừng cái mẹ luôn. Mẹ Việt Nam mắt người sáng. Gì cô Bình gì? Cô Bình còn lót 10 cái. Nghe đâu đây tiếng giọng hòa bình. Trăm mốt từ từ bán. Áo khoác. À, áo giấy. À, kéo bao nữa đi Bi ơi. Áo thun thái. Đây là áo thun thái nè. Nhẹ nhẹ nhờ. Áo chiếu. Lung lung. Không, chưa có ngay. Nhưng tim em vẫn còn ngày xanh. 150 ngàn. Một nhìn hoa em cay. Tại cái thằng đó nó gieo thấy đồ em, nó hỏi shop cho xem hàng em. Em có nhận đâu à, em ra nhận đâu có xem. Nó chắc là nó sợ chị quần lót của chế đi bỏ. Chắc là nó sợ nó phải gọi trước có chị Toàn. Chị Toàn đừng buồn nha. Còn bây giờ quần lót bận sướng lắm. Mua để dành bận. Em nói mấy chị nè, hàng hóa giờ mùa này hơi chậm chút. Mấy chị đừng có giận nha. Thanh Thúy 10 cái 101 cho nên lỡ mà hàng tới chậm mấy chị đừng có giận. Đừng giận hờn nó tao không nhận tội nghiệp em. Cùng hàng đi cùng hàng về 80 ngàn. Ngày hôm nay mà áo mà mấy chị không lấy áo thái này 150 ngàn. Mấy chị lấy gì mấy chị? Ngày hôm nay áo thái 150 ngàn mà không lấy thì lấy cái gì? Bước cái mẹt mặt trâu nè, sợ mặt vô đứt cổ. Hồng Điệp ơi, Hoa Ngờ ơi, trời ơi Lan, à gì, Na Nguyễn ơi, trời ơi hôm nay nè, hôm nay mà ta nói quần về nè, áo thun thái về nè, nè gái, 10 cái 101 ngàn nè Linh Hồi, 10 cái 101 ngàn. Trời ơi hôm nay nè mấy chị giỏi không mặc đồ đi. Trời ơi 150 ngàn quá trời đã luôn. Sobin nè, Robin nè. Trời ơi cái áo này mặc phơm giấu quần 150. Đẹp múc mùa lệ thủy. Nha. Đẹp lúc chỉ bà đỉ luôn. Nó nhiều hình lắm. Nó nhiều hình lắm chị Lý Thiên. Mã đây là mã chốt giùm em nha. Mã 3 ngôi sao, trời ơi. Lấy một người vài cái cho em. Mã 3 ngôi sao nè, 150 ngàn nè, đẹp không? Mã 3 ngôi sao, 150 ngàn. Quá xuất sắc luôn mấy chị. Áo này hồi xưa là Quảng Châu á. Áo này là hồi xưa của Quảng Châu nè chị. Phơm nè. Phơm nè chị, trời ơi. Trời má ơi, là má ơi. Trời ơi, 150 chị Lâm Toàn. 60 đến 100 kg cũng vừa nữa. 3 ngôi sao của Trân Huyền nè.
ba ngôi sao trăm rưỡi chốt giùm em mã lính nè, ô mã phối lính nè. Chết mấy chị à, ngày hôm nay cái lô này mà mấy chị không lấy lấy lô nào. Trời ơi, phối lính hả, ba cái luôn. Ô cái cục phối lính đẹp quá mấy chị, ba ngôi sao, ba ngôi sao còn nha, ba ngôi sao của họ, ba ngôi sao của chị Hoa Ngờ nè, ai đi nè, ba ngôi sao của Hoa Ngờ nè. Áo lính đi chị, áo lính đẹp lắm, ba ngôi sao cũng còn nha. Trời ơi chị nào lấy áo lính lấy đi nha, chị nào lấy lính của chị Liên Phước nè, lính của Liên Phước trăm rưỡi nè. Trời ơi đẹp quá, ba ngôi sao cũng còn nè ha, ba ngôi sao, ba ngôi sao. Tiếp tục hàng đây mới xưa mà nhập của Quảng Châu không vô 250, bán ra phải là nhiêu, bán ra phải một nồi tiền rồi đó mấy chị. Bữa nay 150 là quá đẹp luôn á. Đây đẹp không mấy chị, áo đầu tiên mà chị Liên Phước có lấy áo đầu tiên không, áo đầu tiên lúc em thử nè, ai ai chốt áo đầu tiên lúc em thử nè. Lý Thiên hả, Lý Thiên lấy áo này nè ha. Đây Lý Thiên nè, 150 nè, nhận được cục hàng 1.900.000 đẹp lắm. Ý ra coi cho coi áo 150 nè chị, mua đồ bên chị em shipper chỗ em quen, ước không có nhà shipper tự nhận luôn, khi nào em về mới ra. Trời shipper nào dễ thương, tôi ước mơ những cái anh shipper đẹp trai như vậy luôn á. Áo mới cầm để em kiếm cái em đưa chị nha, áo mới cầm, áo mới cầm, dạ nói áo mới cầm nha, chứ nói áo mới cầm để từ từ chút nữa nó có nè em đưa cho chị nha. Rồi lên tiếp nè, một nhìn hoa em cài mái tóc. Trời hôm nay chị Hoa Ngờ trúng mánh ở đây, áo này rộng hơn áo hồi nãy nữa nè chị Hoa Ngờ. Anh đưa em chốt giùm em áo mã con khủng long, áo mã con khủng long. Trời ơi cho mình đây nè chị, 100kg nè chị. Trời má ơi chị Lâm Toàn ơi, trời ơi mặt hơi bị sướng luôn. Áo mã khủng long 150.000. Mà hôm nay á hả, hôm nay thực sự là lô áo này về em ưng ý 150.000. Về của chị Hoa Ngờ. Đây đây mới là của chị Liên Phước nè, Hoa Ngờ 150 nè, Liên Phước áo khủng long nè. Chị lên xếp chưa? Giờ em mới thấy thông báo. Chị lên xếp chưa hỏng hàng, chắc phải hiện tối giờ lên áo cái à. A, B, C, D, E. Nè áo này chốt giùm áo mã ngựa. Ôi dễ thương quá. Áo mã ngựa nè, hôm nay lên phơm áo rộng, thích quá. Trời ơi đẹp không mấy chị ơi, trước có chữ A nè. Mấy con này mà chị, mấy con này là đúng ý chị Hoa Ngờ luôn á. Mấy con này là đúng ý của chị Hoa Ngờ luôn. Đúng ý, đúng ý phải vậy á. A, B. Áo ngựa của chế Lâm Toàn, mã ngựa của chế Lâm Toàn. Mã ngựa của chế Lâm Toàn, mã ngựa của chế, trong này có biên Lý Thiên nè. Mã ngựa của chế Lý Thiên 150 nè. Ai, ai đang giữ mã ngựa của tôi đề nghị trả ngựa cho tôi để tôi bán. Mã ngựa đâu rồi, hết ngựa, để em lên con khác. A, B, C, D, E. Chốt giùm em mã gì ta, à, mã gì mấy chị, mã vuông hả, chốt giùm em mã vuông. Đây có một con mã vuông nè, mã vuông một con, mã vuông hình như hai con, mã vuông một con, mã vuông hai con, có hai con mã vuông nha, có hai con mã vuông, hai con mã vuông nghe mấy chị nha. Phơm này là phơm mặc dấu quần là sướng luôn, Liên Phước mã vuông 150 nè, vải đẹp lắm mấy chị, vải đẹp vô số kể luôn. Mã bàn tay một cái, mã bàn tay, ai chốt mã bàn tay chốt giùm em mã bàn tay nha. Mã bàn tay chị có ngựa nha, chị Lâm Toàn chị có ngựa, dạ chị ngựa. Mã vuông, mã bàn tay có hai con ha, mã bàn tay có hai con, hai con mã bàn tay, mã bàn tay có hai con.
dữ chết à. Mã bàn tay của chế Lâm còn đây nè. Mã bàn tay của chế Lâm toàn. Trời ơi, ai chăm ký, ai mà thích phơm rộng là được mày sung sướng cuộc đời. Em nói thiệt, sung sướng thiệt chứ không phải sung sướng giỡn đâu. Cô tiếp hàng ở sau đi. Mã đây, mã cô tông dưới 72kg nè, 100.000. Nhưng mà phơm đẹp lắm nha. Phơm đẹp, dưới 75kg, 100.000. Các món áo luôn đưa đưa hàng qua thì chỉ như con đẻ. Bà sữa của chị Lý Thiên nè, cho mắt bà sữa em giấu đâu rồi. Bà sữa của chị Lý Thiên 100.000 nè. Em mới hiểu tại vì sao cái lô hàng này nó cao tiền rồi mấy chị. Em hiểu vì sao nó cao tiền. Chút nữa chị Lâm Toàn, chồng của chị Lâm Toàn gửi qua, chút em nhắn tin cho chị Lâm Toàn. Em hiểu vì sao cái lô này tiền nó cao rồi, 150.000 rồi mấy chị, tại vì cái vải nó êm quá ha. Con này dưới 92-93kg nè. Con này chị Lý Thiên lấy vải đẹp lắm nè. Mấy chị ơi lấy cái con này đi, vải đẹp lắm. Chốt giùm em là nâu gấu nha. Nâu gấu 150.000 nha. Hả? Nâu mà sao còn nào? Còn cái lấy cho chị đi dọn cái. Áo mang ngôi sao của ai? Đi dọn chị đi dọn. Nâu gấu của chị thi dọn. Vải đẹp ghê luôn. Nè, có
con xanh này cũng 150 nè, xanh Fendi nè, xanh Fendi dưới 92 kg nè, vải đẹp lắm. Vì sao nó có giá 150 cũng em cũng hiểu vì sao nó có giá 150 rồi. Nè mấy chị coi con này nè, gấu đó không có tới 100 kg chị. Nè, sao nãy chị không lấy cái lính nè, xanh nè mấy chị, nó đẹp không, xanh lạ nè, xanh lạ dưới 85 kg, xanh lạ dưới 85 kg cũng 150 nè. Chị lấy con mãi lính nè chị, chị lấy cái con mãi lính 100 kg nè chị Lâm Toàn. Trời ơi, làm ơn lấy cái con mãi lính nè. Đây, thấy mãi lính không? Lấy cái con mã lính là chế 70 đến 100 kg, xanh lạ. Em có con trắng đẹp lắm nè, màu trắng chữ BB. Trắng chữ BB. Em nghĩ em chưa làm gì chị luôn, vô chị kia em đầu gấu à, quỷ à. Tính của chị Lâm Toàn nè, 150 nè. Đầu gấu nè, lấy chữ chữ áo trắng chữ BB nè, 88 kg, đẹp không mấy chị? Trắng BB 150 ngàn, trắng BB. Không làm gì luôn, vô chửi cả đầu gấu à. Em có con bò sữa xanh nè, dưới 88 kg, bò sữa xanh nè, 150 ngàn. Bò sữa xanh 150 ngàn. À, bò sữa xanh 150 ngàn. Bây giờ làm sao mà cái lưỡi cái miệng cái nếu nó hết. Nè, có một con màu cà phê nè, bò xanh của chế Thi Võ nè, 150 ngàn. Có một con cà phê sữa nè, cà phê sữa ở sau lưng có gấu nè, lấy con này được không chế Diệu Dương? Chế Diệu Dương ơi, lấy con này được không chế Diệu Dương? Đây, chế Diệu Dương ơi, chế có lấy con này được không? Chứ trả lời em đi. Buồn lót có ai lấy nữa không? Đây, vàng, gấu vàng, gấu vàng dưới 83 kg. Đẹp ấy là em kêu đẹp á, mẹ em làm hơi lố một chút. Này tôi thấy là nguyên cục hàng này là tôi để lại 3 cái rồi đó, nguyên cục hàng chuẩn bị tôi lên là tôi thấy để lại 3 cái rồi đó mấy chị. Vàng Nguyễn Thu Hiền, tôi thấy là cái cục trắng tôi chuẩn bị đưa lên là tôi để lại 3 cái rồi đó. Trời ơi má ơi, coi nè, mấy chế thấy tôi mặc quần rinh nha. Dạ, khách lấy vàng Nguyễn Thu Hiền rồi. Mấy chế thấy tôi mặc quần rinh với áo trắng, mấy chị đừng có ghiền nha. Đây, mã trắng đầu tiên, trời ơi nhức nhói luôn. Giấu một cái rồi đó, giấu một cái rồi đó nha. Mã trắng đầu tiên dưới 85 kg. Trời ơi đẹp quá đẹp. 150 ngàn Nguyễn Thị Phương Hằng. Số lượng ít lắm nha, số lượng ít lắm nha, số lượng ít lắm nha. Nè tiếp nè chị Hằng ơi, mấy con này từ 50 đến 85, vải đẹp lắm. Nè chốt tiếp đi mấy chị, mẹ chó nè, trời ơi dễ thương, ba con chó. Mấy cái này không có sai 100 kg đâu chị Lâm Toàn, dưới 80 mấy kg thôi. Ba con chó, ai chốt ba con chó, chốt giùm em ba con chó dưới 80 kg đi cho nó đẹp ha. Cười ơi là cười, trời ơi ba con chó ơi là ba con chó ơi, chó của chị Phương Hằng luôn nè, không làm gì giờ luôn á, vô chữ chó luôn á. Nè con gấu trà sữa nè chị Hằng, trời má ơi ngày hôm nay áo gì mà đẹp quá à. Con chó trà, con gấu trà sữa nè, gấu trà sữa nè nha. Trời ơi con gì đây, con chó xanh nè. Ôi mấy chị coi con chó xanh nè, dưới 80 kg con chó xanh, con gấu trà sữa, con chó xanh. Trời ơi sống gì nổi nữa trời, áo 150 nè, không thể sống nổi nha. Em thấy là em trụ không nổi với cái thằng này rồi. Quần lót thì có chế nào lấy thêm không thì báo em ha. Quần lót 10 cái chó 101 ngàn à, chế nào lấy thêm thì báo em nha. Đó, dưới 85 kg ha, tôi trừ hao ngược lại cho mấy chị á. Đây, đừng nói em phải không, 101 ngàn mượn cái. Nguyễn Thị Alinlin gì vậy, sao mà bây đưa mấy cái áo sọc qua nè.
Chị đưa nó lấy cục áo sọc ra đây. Đừng bắt em phải đau. Mười cái quần của chị Hằng. 101. Đưa nó cái đó đưa. Nó cái nào 95kg. Không, không có nào 95-100kg hết. Chị ơi, chị nào mà chưa chốt áo này 120.000 làm ơn chốt đi nha. Cái vải nó đẹp quá trời luôn nha. Cục xanh này có 4 cái vậy? Dạ, cái chị cầm đó. Cái sắp công trong luôn 4 cái. Ừ, nó có lẻ nè. Nó mấy cái cái lẻ. Ừ, quần lót của chị Thảo. Thảo ơi, lên bưu điện lấy cái cục hàng chưa Thảo? Rồi áo này size từ 70 đến 100kg, 120.000. Em nói thiệt với mấy chị, trong cuộc đời mấy chị mà áo này mấy chị không mua là mấy chị khỏi bao giờ mua đồ. Trong cuộc đời mấy chị mà áo này mấy chị không mua thì đừng bao giờ mấy chị mua. Thứ nhất chất vải quá tốt. Thứ hai giá quá mềm. Thứ ba form quá đẹp. Ừ, nói cho ngắn gọn cho mua như vậy thôi ha. 120.000. Nếu mấy chị không chốt mẫu này là em nói với chị đừng bao giờ chốt một mẫu gì khác hết. 70 đến 100kg áo rút bụng. Chốt lẹ đi mấy chị, chốt mau đi mấy chị. Bữa nay còn bán, bữa nay còn bán, mai hết bán thì nghỉ. À, đại khái như vậy á, 120.000. Không ai chốt luôn. Em lấy sọc đen rút bụng. Mỹ Hiền. Trong 20 ngày. Trong 2 chưa tới đâu em. Cục trước lấy đi. Sơ mi 95-100kg shop. Tối nay chị Lâm Toàn có like em được không? Tối nay chị Lâm Toàn rảnh không cho em 2 tiếng đồng hồ nhậu đi. Có chị, có quần riêng luôn, tí xíu em gửi mẫu nha. Tí xíu gửi mẫu nha. Hổm giờ lên áo lên pyjama 100kg quá trời, thấy chị Toàn nấu chưa? Đó. Chị Hiền để đơn em lấy thêm. Ừ. Sau cái buổi livestream tối em muốn để đơn em thì em báo. Khô heo còn không cho chị Thi bỏ một hộp còn kìa. Chắc để này tối nay nó tươi là cái gì nha. Khô heo còn này chị một hộp à. Thôi được gửi chưa? 21. Còn có 4 hộp cua gà nha. Đừng bắt em phải đau. Dù đừng nói em phải đau. Thôi tối gặp lại đi mấy chị ơi. Mấy à, em có áo 100.000 rồi, để lên ít áo 100.000 cho mấy chị ha. Ở sau lưng còn gì nữa cũng biết nữa. Khi giấc mơ được quay trở về em. Cùng hàng của cái bà diện quay tàu lao biết đâu mà. Cắt luôn cái bao đó ra coi thử gì trong đó thôi. Để tối với xử lý nha. Nguyễn Thu Hiền có áo thun gấu không? Có mà Hiền, hồi nãy em có cái áo thun vàng đúng không Hiền? Chỉ còn cái màu cà phê sữa gấu nè. Cà phê sữa gấu. Có ai lấy thì lấy nha. Cái vải 150.000 này nó thích đáng đồng tiền lắm mấy chị. Anh Tư mấy cái này nè anh Tư. Tí xíu anh Tư lấy ấy cho em lên nha, lấy móc nha. Cho em lên nha. Nó là cái gì? Khoát thì sao? Khoát nếu khoát thì chắc hơn kia luôn. Khoát khoát rồi đi. Khoát khoát luôn hả Lê? Rồi con Tư, tôi chốt cho. Cái mày chốt không được. Rồi em có lên mấy mẫu rồi cho mấy chị nè. Áo này 100.000 cái, rút mỗi cái mỗi màu rồi Bi ơi. Áo này 100.000 cái, rút mỗi cái mỗi màu nè. Nó là áo phủ tim, phun giấy. Thì cái đợt này em may ra bao nhiêu lượt rồi đúng không? Em may ra bao nhiêu lượt cho mấy chị rồi. Nhưng mà cứ mẫu mới liên tục nè. Mà mặc sướng quá mấy chị. Áo này đợt này có túi nha. Có thêm miếng vải túi nữa ha. Áo này là từ 65kg đến 100kg cũng vừa. Cứ 100.000 cái. Nè em 89kg mặc vẫn thoải mái nè mấy chị.
Em 89kg thì không mặc áo vú vẫn thoải mái nè. Không, cái này hụt nút nha mấy chị, nãy giờ em cũng tưởng cái nấm không mà. Em có màu gạch em đang mặc nè, em có màu đen nè, em có màu trắng nè, em có màu rêu nè, em có màu hồng cánh sên nè mấy chị. Đổi cái khác, em có màu hồng, em có màu nâu đỏ nè, màu đỏ đô nè, em có màu đỏ đô nè, đó, em có đỏ đô nè, em có hồng cánh sên nè, và em có xanh ngọc nè, và em có màu vàng nè, và em có em nè, đó. Mấy chị chốt gì mấy chị chốt cho em đi ha, chốt mạnh mẽ lên mấy chị, mấy chị chốt giúp giùm em mạnh mẽ lên nha, chốt mạnh mẽ lên, không ai làm gì mấy chị đâu. Chắc cái áo vô dưới ngang dưới cùng nè bi, ai chắc ở bên này nè, kéo vô. Để ơi, bác Tư chắc cái áo khoác vô sát tường á, bác Tư chắc áo khoác nó còn em chắc nó vô đó. Chốt áo này thì chốt cho em đánh nhiều màu lắm mấy chị ha, rất là nhiều màu luôn. Chị nào chốt áo này thì chốt lên giúp giùm em ha. Còn mấy chị không chốt thôi, mấy cái rút bụng này nè, em chụp hình lên em bán giá thêm 10.000 á. Không em nó thật hả? Nó thật lòng. Không nói dối lòng đâu. Nè chắc áo luôn luôn. Phun giấy đỏ đô và xanh rêu. Rút phun giấy đỏ đô và xanh rêu của chị Thi. Hồi nãy chị Thi có vô lúc đầu các em có xả bộ sơ mi này chị Thi lấy chưa? Xả bộ sơ mi quần lửa nè. Đỏ đô 100.000 của Thi vỏ nè, xanh rêu. Xanh rêu 100.000 nè. Bộ này em xả 160 nè, 240 xả 160 còn tay, dưới 72kg và dưới 82kg nha. Bộ sơ mi kèm với quần ngay đầu gối, xả bộ này 160. Chị nào chốt bộ này 160 thì chốt lên giúp giùm em nha. Chốt lên giúp giùm em bộ này nha mấy chị. Chốt giúp giùm em ha. Xả 160 bộ này, xả 160.000 bộ này nha. Còn cái gì dưới đây cứ để gọn gọn lại thôi. 160 cùng vậy rồi tối gặp nhau nha mấy chị. Tối nay em vẫn like dưới này để em xả xếp trên kệ. Tại trưa nay định xả xếp trên kệ mà mấy chị vô yếu quá, chị yếu luôn cho nên chưa có xả được, cho nên hẹn mấy chị tối nay ha. Hello mấy chị.
chốt cái gì thì cứ comment lên cho em ha. Chốt cái gì thì comment lên cho em. Mã này thì mấy chị khỏi chê rồi. Mã này là khỏi chê rồi mấy chị. Mua. Chị nào làm công sở, chị nào làm công sở chị là mặc vô bao ghiền. À, chị nào làm công sở mặc cái này rất là ghiền. Mặc cái này cho chị thôi nha chị. Chị em mà em thử còn cỡ 2-3 cái là em le lưỡi em thở như chó là khỏi. Khỏi bán hàng cũng nói không nổi luôn mấy chị. Nói hầu như là không nổi ha. Tại vì em có không có được sức khỏe như người ta. Cho nên mấy chị để nhận em những hơi thở cuối cùng. Nè chị nào 9 mấy ký vẫn vừa nè. Cái này mặc dưới quần rin với sọt rin rất là gọn. Mấy chị thấy gọn không? Rất là gọn, form mà mặc không có chích. Tại vì nó là len giờ hạng xịn nha mấy chị nha. À, dưới 90-92 ký vẫn vừa. Rồi mã đỏ 200. Mã đỏ, trời ơi, cái mã này nó mềm mịn mà nó đã lắm. Mã đỏ 200, mã đỏ này chị nào dưới 90 ký vẫn vừa. À, 65-90 ký vẫn vừa mã đỏ. Mã đỏ 200. Chế nào chốt mã đỏ tranh thủ chốt nè. Mã đỏ là mã công chức nha. 200 mấy chị ơi. Chị nào chốt mã đỏ, cái này là von nè. Đây là von, cái này là von, còn cái này là len dệt giữa rất là mềm. Rồi chị nào chốt mã đỏ, chốt giùm em mã đỏ. Mã đỏ từ 60-90 ký vừa 65 đi. Chốt giùm em mã đỏ nha. Mã đỏ em có tổng cộng 2 cái, 3 cái mấy chị. 3 cái mã đỏ. Quần rin 2 túi còn không yên. Để chút nữa lên đi. Chút còn thời gian gian lên quần rin nha. Đỏ của chị Nguyễn Đào 200. Trời ơi mã đỏ này cái len nó đã lắm chị. Cái len nó rất là xuất sắc. Cái len nó đã đời lắm mấy chị ơi. Len rất là đã đời nha. Đỏ 80 ký. Dạ ok chị 200. Cảm ơn chế mở hàng ngọt ngào. Lên tiếp mấy chị. Đỏ 200. Lên tiếp nha. Hôm nay là về áo không. Rồi chốt giùm em đây nè mấy chị. Chốt giùm em áo lưới. Áo có khoen lỗ nè. Áo này còn cỡ dưới 75 ký. Báo mấy chị 150 ngàn áo xám. Chốt giùm em áo xám 150 ngàn. Áo xám thì rất là đơn giản, nhưng mà mặc vô rất là nhẹ người nha. Áo xám dưới 75 ký 150 ngàn. 150 ngàn áo xám. Chị nào chốt áo xám chốt giùm em áo xám. Em có 2 cái 150 ngàn. Chị nào chốt xám chốt lên giùm em xám nha. Tiếp tục mấy chị ơi, trắng đá. Đây. Đây mấy chị ơi, trắng đá. Trắng đá khoảng cỡ dưới 65 ký. Trắng đá bán cho mấy chị 150 ngàn trắng đá. Trắng đá em có 2 cái. Chị nào chốt trắng đá chốt lên giùm em 2 cái dưới 65 ký trắng đá. Này nói không có nghe hờ. Nói còn phải gồng chuột không ạ. Mã tím là áo khoác 200 mấy chị. 200 mã tím áo khoác. Chị nào chốt tím áo khoác nhẹ nhàng này chốt giùm em 200. 200 tím áo khoác nha, dễ thương quá. Đây mấy chị ơi, chốt giùm em tím áo khoác. Chị nào chốt tím áo khoác nhẹ nhàng 200 chốt giùm em. 200 tím áo khoác nhẹ nhàng nè. 200. Chị nào chốt 200 tím áo khoác chốt lẹ lên giùm em nha. Để có nè. Cái này đừng vô. 200 áo khoác nha. Áo khoác em có được 3 cái. Chị nào chốt áo khoác 200 chốt lên giùm em áo khoác 200. Áo khoác 200 mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái mã xanh. Mã xanh này khoảng cỡ dưới 80 ký. Mã xanh của tim dưới 80 ký 200. Mấy chị coi cái thun gân của nó nè. Đã không? Rồi chốt giùm em mã xanh của tim dưới 80 ký. Cái này chị nào 85-90 ký cũng vừa nữa. Dưới 85 ký mã xanh. Chị nào chốt mã xanh chốt giùm em mã xanh dưới 85 ký. Dưới 85 ký mã xanh nha. Chị nào chốt mã xanh chốt lên giùm em. Mã đen mấy chị, mã đen 200. Mã đen 200. Mã đen này dưới 80 ký cũng vừa. 2 cái mã đen. Chị nào chốt mã đen 200 chốt lên giùm em mã đen 200. Mã đen 200. Mã đen dưới 80 ký cũng vừa nha. Dưới 80 ký cũng vừa mã đen. Chị nào chốt mã đen cứ comment lên giùm em mã đen 200. Bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Em coi cái lượng chia sẻ khá trời.
nói chuyện nói năng gì luôn. Trời ơi, quê lấy đơn ở đơn tiếp giờ. Trời ơi, quê lấy đơn ở đơn tiếp giờ mấy chị ơi. Mấy chị đâu hết rồi? Bấm nút chia sẻ lên giùm em với. Mấy chị đâu rồi? Trưa nay mấy chị ngủ quên rồi đúng không? Đâu rồi ta? Chấm mút mút rồi đó. Trời ơi, mấy chị đâu chấm chấm mút mút gì mà em lên nghe mấy chị. Chết rồi, chết rồi. Cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ đi mấy chị ơi. Mấy chị đi đâu hết rồi? Lên áo đá 200 cho mấy chị nè. Đây, áo đá 200. Xung quanh đây là đá hết nha. Áo này dưới 95kg cũng vừa. Chị nào chốt áo màu cà phê sữa chốt giùm em. Cà phê sữa lai trắng dưới 95kg vừa. Chị yêu đồ em đi chưa? Chị coi trong tin nhắn từ em đi rồi chị chưa? Đi rồi. Chị không thấy đi rồi. Tại vì chị Hương Thái không có inbox á, cho nên là đâu có chụp hình cho chế được đâu. Áo xanh dưới 85-88kg vẫn còn nè mấy chị. Áo xanh 85-88kg vẫn còn. Đây mấy chị ơi, áo khoác len vợt ha. Rồi chị nào chưa chốt áo khoác len vợt này thì chốt giùm em. Dưới 90kg cũng vừa. Chốt giùm em. Sao đứng mạng rồi chị, vậy đâu có đứng đâu chị. Đâu đứng đâu. Áo khoác màu cam lóc. Chị nào chốt áo khoác cam lóc chốt lên giùm em. Khoác cam lóc nha. Cặp áo cà phê sữa 85kg của chị Liêu Ngô. Liêu Ngô 200 của chị Liêu Ngô. Liêu Ngô khách cũ mới vậy. À, chút nữa xong chị. Cái len vợt này mặc đã lắm nha mấy chị nha. Cái len vợt này mặc rất là sướng. Áo đá của Hạnh Mỹ. Hạnh Mỹ 200. Áo này chị nào mà, áo này mà chị nào dưới 90-95kg cũng vừa nữa chị đã không. Rồi, 200 len vợt màu này. Trắng ha mấy chị ha. Rồi, mấy chị ơi, 200 len vợt màu này nè. Hơi bị trắng, kiểu có 3 cái thôi nha. Chốt giùm em len vợt màu cam. Lên giật này chị nào 60kg cũng được, mà chị nào 95kg vẫn được. Nè, thứ nhất tay vẫn còn giãn nè. Thứ hai trước đây vẫn giãn, chị nào 100kg vẫn vừa. Ha, 60-100kg lên giật khoác màu kem đó. Trời ơi, cái màu này dễ thương lắm mấy chị. Nói chung là không nghĩ là màu này đẹp nha, mặc lên mới thấy đẹp. À, rồi chị nào chốt kem đó em có 3 cái thôi. 60-100kg nha. 60-100kg 3 cái. Dạ, hôm nay có nguồn sò không chị? Hôm nay rinh dễ gì, chút nữa em lên rinh luôn á. Hôm nay rinh về áo khoác nè, về quần lửng nè, với quần bảy tấc ha. Rồi chị nào chốt áo khoác chốt lên giùm em áo khoác nha. Lên giờ của Ngô Muội nè. Ngô Muội 200. Một cái này đã lắm chị Ngô Muội, rất là thích luôn. Mấy chị biết sao không, dành lộn áo khoác sợ giật không lại ta. Sợ giật không lại ta giống quỷ không. Đặt quá trời áo khoác giờ để bán từ từ. Tại vì lâu lâu nó có cái hàng khoác đẹp lắm mấy chị. Lâu lâu có cái hàng khoác đẹp á. Hồ Cẩm Thế 200. Cứ mấy chị mà mua thường xuyên là chừng nào view mấy chị nhiều nhiều chút là em sẽ từ gọi nha mấy chị nha. Đó, Hồ Cẩm Thế. Rồi lên tiếp tục 200. Ôi, mấy cái mẫu này nó đẹp quá mấy chị. Mấy cái mẫu này đẹp quá trời luôn á. Mẫu này mà mặc cái quần rin mấy chị chê vào đâu được mấy chị. Mấy chị không thể nào chê vào đâu được luôn ha. Chốt giùm em mã này dưới 90kg. Ồ đẹp quá trời. Chốt giùm em mã là kem xa kem. Chốt giùm em là mã 000 đi mấy chị. Áo khoác 200 pha. Chốt giùm em mã này 00. Chốt giùm em 00. Mã này không biết đặt sao. Mã 00. Chị nào chốt mã 00 chốt giùm em mã 00. Rồi lên cho mấy chị. Ồ cái mẫu nè. Cái mẫu này hàng độc nè. Kít ơi, Kít ơi, mã hàng độc nè. Chốt giùm em mã 01. Đây là trời ơi, hàng độc luôn. Có tổng cộng 4 cái mấy chị. Mã hàng độc. Chị nào chốt hàng độc chốt lên giùm em. Bà nội cha nó hàng độc nè. Chị nào mà dưới 93kg vẫn vừa. 60-93kg hàng độc 200.000. Chốt giùm em hàng độc 200. Chị nào chốt hàng độc 200 thì chốt lên giùm em hàng độc 200 nha.
Mấy chị đâu mất tiêu rồi trời. Hàng độc 200. Hôm nay có nguồn rinam đại dạ, mai em gửi cho chị Đức Lâm nha. Chị Đức Lâm muốn gửi cho chị mấy cái size 32 nữa. Chị nhắn vô trong tin nhắn mà em nhắn tin cho chị á, nhắn lại địa chỉ với số điện thoại giùm em một cái nha. Hàng độc con vẫn còn ha. Mã 01200 của chị Phượng Trương, hàng độc nè. Phượng Trương 01. Phượng Trương 01. Rồi chốt giùm em tiếp tục mã áo nè mấy chị. Mã áo này dưới 85kg. Chốt giùm em mã xanh nút. Chốt giùm em mã xanh nút 200. Áo khoác của Trâm. Áo khoác của Trâm gì? Áo khoác còn cái hả? Áo khoác của chị Trâm Phan. Cho xin địa chỉ số điện thoại. Cho xin địa chỉ số điện thoại nha Trâm Phan. Hàng độc 200 của Bùi Thảo. Hàng độc 200 của Bùi Thảo 200 nè hả? Rồi đây là mấy chị dưới 85kg áo xanh này. Áo xanh này mấy chị mặc với quần tây học đi. Áo xanh này mấy chị mặc với quần tây nè. Hàng độc của Thảo Nguyên Tu nè. Thảo Nguyên Tu nè anh ơi. Thảo Nguyên Tu không có dấu. Thảo Nguyên Tu không có dấu. Anh Tư mở máy anh Tư. Mở máy cho thấy nít đọc chứ. Alo gái. Này nói hết đổ rồi mấy chị ạ. Hàng độc 200 của Loan Nguyễn. Chị nào em xin địa chỉ số điện thoại là làm ơn cho nha. Loan Nguyễn là anh ơi. Loan Nguyễn cho anh xin địa chỉ số điện thoại nha. Thằng này dưới 85kg. Thằng này dưới 85kg nè mấy chị. Thằng này mà mấy chị nào hơi cao cao chút ba. Hơi cao cao tuổi ví dụ như. Nói chung là đại khái là từ 33-34-35 trở lên là có thể mặc ok rồi. Tại vì cái này là phơm công chức ha. Phơm xanh nút này là phơm công chức. Hàng độc 200 có rồi. Hết hàng độc rồi nha mấy chị. Bây giờ hiện tại em đã hết hàng độc. Dạ Trâm Phan inbox giùm em nha. Lấy cái máy anh Tư cho chị ạ. Để chị nhắn tin nha mấy chị mới nè. Máy anh Tư. Máy đó. Chị lại lấy cái máy nè. Ừ đúng rồi. Em coi thử chị chụp hình đơn em chưa? Chưa. Anh Phước nói chưa gái ha. Anh Phước nói chưa là có nghĩa là chưa đi á gái à. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị ha. Xanh nút. Chị mới vào. Dạ ok. Xanh nút của chị Bùi Thảo 200. Không bao hàng này về em thấy ok mấy chị nha. Bao hàng này ok. Đây tiếp tục. Mã này chị nào dưới 95-97kg vẫn vừa. Mã này nè. Đây là đường kim tuyến nè. Mã này. Mã này dưới 95-97kg cũng vừa. Chốt giùm em mã đen. Chốt giùm em mã đen mấy chị ơi. Mã đen này em mặc vẫn còn rộng rất là nhiều. Đây mã đen tay lửa nè. Mã đen này em mặc vẫn còn rộng. Chị em chốt được cái nào? Hàng độc không thì em không. Thả Nguyên Thu có chị. Xanh nút khách lấy rồi mi kim. Đây nè. Đẹp không mấy chị? Cái này chị nào 95-98kg vẫn vừa nha. Dâm cút về rồi. Không về nữa, một mẫu về một lần rồi. Áo đen của Cẩm Như 200. Áo đen này của Cẩm Như 200. Có Trâm Phan rồi, cảm ơn Trâm Phan. 200 của Cẩm Như. Xanh nút vẫn còn nè. Xanh nút của mi kim ngày hôm qua còn bill nè. Xanh nút của mi kim ngày hôm qua còn bill 200. Cái xanh nút này mặc đã lắm. Cái xanh nút này nó mặc gọn gàng lắm. Mi kim 200. 200 ngàn của mi kim. Hồi sáng nè. Chị ngủ tới 9-10 giờ lận thiệt. Tại khuya chị thức 3-4 giờ lận thảo. Cho nên là bởi vậy cho nên mấy em mới dặn mấy chị mà trong quá trình live á, mấy chị muốn để view lại dồn view hay là gì, mấy chị có nhắn tin vô fanpage là anh Phước ở sáng mai. Chị Long Nguyễn bên đây có điện thoại giúp hàng đâu nghe chị Long Nguyễn. Nó nóng trong người, nó mọc mụn mủ tùm lum hết. Thấy không? Ăn từ sáng tới giờ không chịu ăn trước khi live cũng là nó tụt. Nó tụt cái này. Em mà lên mã này là mấy chị dành liền. Em nói thiệt. Em lên mã này mấy chị dành liền. Em lên mã này là mấy
với chị rồi, mà chị thấy cái tỏi thôi. Trong Phan Long Kim nha. Trong Phan khó rồi. Trong Phan nhắn tin rồi, em thấy nhắn tin rồi nè. Không thấy nha. Trong Phan Facebook Ý Hiền. Ý Hiền đúng không? Cho không? Chị chiều cao cân nặng luôn Trong Phan. Còn Long Nguyễn. Nãy mới thử đầm bi xanh 100kg. Mặc vừa vặn đã lắm, vải đẹp, em ngực trăm. Mà đúng như chị nói, ngực 130 vẫn còn vừa, nói chung ưng đầm đẹp. Bên em là đầm 100kg là vừa xích luôn á chị ha. Chị lưu chút nữa, chị lưu để em lên cái lô áo mới diền cái à. Áo này mà em đưa lên là mấy chị ưng liền nè. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Hơi bị xinh luôn. Mã xanh dưới 90kg, 65-90kg có túi, trời ơi. Cái mã này là hơi bị xuất sắc luôn. Chốt cho em mã xanh mấy chị. Chốt dùm cho em mã xanh có 2 cái. Mã xanh có 2 cái nha. Mã xanh kim tuyến 2 cái 200. 200 nha mấy chị đây. Mã này. Mã này là mã nâu, đẹp quá mấy chị ha. Ôi, mã nâu này chị nào 90kg, 92kg vẫn ok nữa. Mã nâu, em có 2 xanh 1 nâu. Chốt dùm em mã xanh của Trang Chiêu nè. Ôi, mã xanh của Trang Chiêu nè. Rồi, mã xanh của Cẩm Như, chị Cẩm Như nè. 200. Còn một cái mã nâu á chị. Chị, ôi, tinh quá. Em nói thật sự là những cái mẫu này mà mấy chị một khi mặc là không bao giờ đụng hàng ha. Nè, chị Đức Lâm lấy mã nâu nha. Đức Lâm lấy mã nâu cho em. Chị Đức Lâm mã nâu. Đức Lâm bữa mua rồng rinh bên mình nè. Rinh Nam. Đức Lâm mã nâu 200. 200 của Đức Lâm mã nâu. Hết mã xanh rồi mấy chị. Hết mã xanh. Chị Đức Lâm lấy cái áo này nè, chị Đức Lâm. Nhưng mà nó là sát nắp. Ôi, đá quá chị. Ôi. Trời ơi, chị nào dưới 85kg làm ơn làm phước hút cái này đi. Bùi Thảo, mã nâu. Mã nâu để chút nữa em coi thử còn cái nào em để cho chị nè. Là để chị Bùi Thảo cái của chị nè. Ồ, sáng rồi, chụp hình là gửi view rồi Trang. Trang phải nhắn sau cái like. Trang nhắn kiểu đó là thua. Áo này nè. Nè, áo này ở sâu đã lắm nha. Áo này chị nào dưới 85kg cũng vừa 200. Trời ơi, mấy chị ơi. Chị Bùi Thảo ơi, coi nè. Trời ơi, quá xuất sắc luôn mấy chị. 200 mã đỏ dưới 85kg. Trời ơi, quá xuất sắc cái mã này luôn mấy chị ơi. Thiệt sự luôn á. Thiệt sự. Ví dụ sau mỗi cái like á, sau mỗi cái like buổi tối á, mấy chị muốn vô mail là cứ nhắn tin vô fanpage á, vô trong chỗ tin nhắn á, à, bảy ơ hay là yên ơ á. Ôi ơi, cái này á. Xã view chị Loan Nguyên đi. Xã view Loan Nguyên nha. Ủa, Phương Thảo Tỉnh nãy giờ có cái gì đâu mà đâu. Chưa có đồ. Nè, hàng độc nè mấy chị. Hàng độc không có bán 200 ngàn mà chị Loan Nguyên không cho địa chỉ xuống rồi. Cho nên xã nè. Đó, có mấy người đi qua nhà mình có ai nhìn vô trời. Ít mấy người đó ghê. Hàng độc nè mấy chị. Chị nào nãy chưa chốt hàng độc, chốt lên nhà em hàng độc. Đồ má liền cầm áo cũng cầm ngược nữa. Hàng độc. Cầm sai hả? Đồ lên kia chứ. Hàng độc 200. Chị nào ngồi cái mặt ngược nè. Đâu ngược rồi đó. Nãy